Ôi trời ơi, hôm nay là đỉnh chóp luôn các bác ạ. Hôm nay là đỉnh của chóp luôn đấy. Ok, chị chưa nhận được hàng à? Ok, chị Hoa Hướng Dương nhá. Em chào chị Quỳnh Phan, em chào chị Hà Vân Nguyễn ạ. Ui, các chị ơi, cho em cái áo ren em đang mặc vào đây đi ngơi. Các chị ơi này, trời ơi, đẹp lắm mọi người ơi. Những cái mã áo này mà các chị khoác với áo vest này, nói chung là hôm nay siêu phẩm nhiều. Các chị ạ, đẹp chưa? Vì là hôm qua không có like. Hôm qua không có like nên là hôm qua với hôm nay sẽ gộp vào rất là nhiều hàng mới cho chị em mình nhá. Hello các chị, cho em xin mỗi chị lút chia sẻ livestream với ạ. Em chào chị Nguyễn Thanh Thảo ạ, em chào chị Hà Vân Nguyễn ạ, em chào chị Quỳnh Phan ạ. Hello mọi người nhá, xin mỗi chị gái mình một lút chia sẻ livestream với ạ. Chị nào vào live rồi chấm bài và tương tác cho em ạ. Em chào chị Phan Thị Mỹ Tiên ạ. Hello các chị, em chào chị Mai Mây Hồng. Các chị ơi, những cái chị mà có đơn rồi thì cố gắng vào để gì ạ? Mình cố gắng vào để mình dồn với live buổi trưa nhá. Cố gắng mình vào để mình dồn với live buổi trưa cho em. Hàng rất là nhiều hàng luôn. Hello mọi người, em chào chị Nguyễn Thị Hiền. Ui, hôm nay là phải săn luôn đó các chị. Hôm nay là đảm bảo là phải săn luôn mọi người nhá. Nè, con áo em đang mặc nè, sẽ có hai màu. Cho em xin mỗi chị lúc chia sẻ livestream. Lát em sẽ tặng em cảm ơn chị Đỗ Hà. Hello mọi người. Con áo này thì con áo này nó là dạng cổ V như này các chị này. Trời ơi, hơi sexy nhỉ. Đẹp nhưng mà đẹp các chị ạ, khoác với bên trong áo vest các kiểu cho em đẹp lắm luôn ấy. Con này đẹp lắm luôn ấy ạ. Bình thường là cũng không hay mặc cổ sâu hẳn như này bao giờ ấy các chị. Bình thường là em Trang cũng không hay mặc cổ sâu hẳn như này luôn ấy. Em chào chị Vi Vân ạ. Bán cái áo em mặc bao có chị, áo em mặc có bán mà có size, hàng xịn sò luôn nè. Hàng này hàng xịn sò luôn này các chị này. Con này là có mút đệm ngực luôn nhá. Con này có mút ngực luôn. Con này là có mút ngực luôn này. Được chưa ạ? Có mút ngực luôn ạ. Có mút ngực luôn cho các chị em nhà mình luôn ạ. Chuẩn hàng Quảng Châu loại 1 cho em luôn ạ. Paka cho bé trai dạ. Paka cho bé trai thì không biết còn không ạ. Em chào chị Năm Phùng nhá. Hello mọi người, em chào chị Ngọc Bùi ạ. Hello các chị. Đợi em một xíu nữa nha mọi người. Đợi chia sẻ livestream cho em với để em tặng áo như em. Hôm nay em sẽ tặng ba chị đi. Ba chị con áo này, tại vì là con áo này em thấy là mix đồ rất là dễ. Con áo này chị em mình mix đồ rất là dễ luôn ạ. Bận quá không có thời gian săn à. Con áo này mix đồ cực kỳ dễ luôn nhá. Các chị mặc bên trong áo vest này, mặc bên trong áo phao này, hoặc là mùa hè ấy, mùa hè các chị em mình mặc một cái như này thôi. Mùa hè là các chị em mình mặc một cái như này ạ. Chân váy xếp ghê, trưa nay còn một cái đấy chị ạ. Chị Nguyễn Thu Hằng hôm nay còn một cái giống chân váy em mặc này, trưa nay chốt rồi đấy chị, 49.000. Nhưng mà chị Nguyễn Thu Hằng chốt rồi, hết hàng rồi. Mã này thì hẹn hè năm sau em lại bán tiếp nhá. Chân váy thì bây giờ nhà em chỉ còn mấy cái của chân váy nhung nữa là em hết hàng thôi. Chị em cũng không còn chân váy. Đợi em một tí xíu để em chia sẻ bài với ạ. Hello, em chào chị Hà Hiền Hòa, em chào chị Hương Lê ạ, em chào chị Nga Nguyễn ạ. Mới là bên này mới được có 90 chị thôi, bên này mới được có 5 chị ạ. Cho em xin mỗi chị nút chia sẻ livestream với nào. Xin mỗi chị nút chia sẻ livestream với nào. Còn chị nào nữa không ạ? Em chào chị Lý Lê nhá. Hello mọi người ạ. Bán cái váy em mặc không ạ? Váy em mặc thì không còn hàng ạ. Áo phao bé trai 40 cân em còn chị ạ. Áo phao bé trai 40 cân em Trang còn nhá. Đợi em một tí nhá mọi người. Đợi em một tí để em chuẩn bị like cho mọi người. Đợi em một tí thôi, em chia sẻ cái bài cái. Em chào chị Trâm Nguyễn ạ. Chia sẻ livestream cho em ạ. Lên view à. Chia sẻ livestream để em chốt áo của em đang mặc với mức giá là 0 đồng cho cả nhà mình nhá. Chia sẻ livestream cho em để em chốt cho các chị yêu cái áo của em đang mặc với mức giá là 0 đồng nhá các chị. Đó chứ là chị nào nhấn chia sẻ rồi thì chấm bài tương tác cho em với. Em chào chị Thông Phương ạ, em chào chị Nguyễn Bình ạ. Em chào chị gái Thơm Hoàng nha. Em chào chị Trúc Diễm ạ. Áo này có 60 cân, 65 cân đổ về có size. Lưu ý cho em ạ, toàn bộ hàng có size. Toàn bộ hàng này của em là hàng đầy đủ size. Anh ơi, toàn bộ hàng này của em Trang là hàng đầy đủ size đấy ạ. Có quần cho bé 35 cân em có chị ạ. Chốt đơn hàng á chị, hai lần rồi á chị. Chị cô đơn mình em lên số điện thoại em kiểm tra đơn hàng cho ạ. Lên số điện thoại em kiểm tra đơn hàng cho các chị nhá. Rồi em chào chị Doãn Thảo ạ. Hello mọi người.
Hello các chị. Rồi ôi em chào chị Mạnh Lê, con áo này hôm nay là phải chốt đấy. Tại vì mã này em sẽ chỉ có tầm khoảng 200 cái thôi. Tầm khoảng 200 cái các chị nhìn cho em này, được tặng kèm mút ngực nhá. Chị nào thích, chị nào ngực nhỏ thì có thể mặc thêm áo con. Còn nếu không, chị nào ngực đầy rồi thì mình không cần mặc thêm áo con, mình có mút ngực luôn ạ. Cái áo này các chị có thể mặc bên trong áo vest cho em ạ. Có thể mặc bên trong áo vest, có thể mặc bên trong áo phao hoặc mùa hè. Hoặc mùa hè các chị mặc một cái áo như thế này cho em luôn ạ. Nó đẹp đỉnh cấp luôn, đẹp đỉnh cao luôn ạ. Nhìn cái chất ren của nó là các chị biết là hàng ren cao cấp hay không rồi này. Cho em xin mỗi chị gái một lúc chia sẻ livestream với ạ. Ơ nhỉ, tại sao không vào được? Không vào được thế nhỉ các chị nhỉ? Đợi em một tí nhá. Đợi em một tí ạ, chia sẻ livestream cho em với ạ. Đấy, vào view lại tụt rồi, đây là buồn ghê ạ. Cái mã này thì các chị lên đơn cho em luôn à, rẻ cực kỳ luôn nhá các chị nhá. À, mới nhận được bộ áo công sở đẹp quá, em cảm ơn chị. Muốn nhận được bộ áo ở đằng sau đẹp quá, em cảm ơn chị Nguyễn Thị Phượng Phượng. Áo kẻ này đúng không chị? Bộ áo kẻ này đúng không? Đẹp, nhà hàng Quảng Châu mà các chị. Hàng đấy hàng Quảng Châu em bảo rồi ạ, không có một cái chỉ thừa ra ngoài đâu. Cái áo này đầu này bẩn quá. Hôm nay định đi làm tóc nên là không gội đầu. Nhưng sau lại không có thời gian đi. Em chào chị Nga Milo, em chào chị Thoa Chu ạ, em chào chị Anh Mai ạ. Cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ livestream với ạ. Hello các chị nhá. Cái áo này mọi người mới sẵn sàng để chốt chưa? Chia sẻ livestream cho em với nào. View lên là bảy bị làm sao rồi ấy. View bị làm sao rồi ấy, đẩy lên xong lại đẩy xuống như này là không được rồi, khéo phải thoát ra rồi. View hôm nay bị làm sao rồi ấy. Em xem có ổn không để em like nhá. Ôi trời ơi, hôm nay thì toàn bộ hàng hot thôi các chị. Hôm nay là toàn bộ hàng hot thôi, bây giờ lên áo ren trước đi. Đấy các chị thấy không, mặc khoác bên trong cho em này. Mặc bên trong cho em ạ, mặc mùa hè mình mặc một cái thôi, đẹp lắm luôn ạ. Mặc đẹp cực kỳ của mã này nha các chị nhá. Đó, nhiều khi thôi mình làm một hai cái áo này mặc quá kết hợp, quá đẹp luôn. Kết hợp quá đẹp luôn ạ. Cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ livestream với ạ. Bộ đằng sau của em bây giờ nó còn đến tầm 26 cân hay sao chị? Nó còn đến 26 cân hay sao chị ạ? Đây. Trời ơi này, toàn hàng xịn sò. Hôm nay là bung nguyên hàng xịn cho chị em mình thôi. Hôm nay là bung nguyên hàng xịn mặc Tết cho chị em mình thôi ạ. Bây giờ các chị lên áo em đang mặc nhá. Chia sẻ livestream lên 200 chị gái. Bên này mới được 17 chị thôi, bên này mới được 130 chị. 200 chị gái em chốt cho tặng các chị áo này không đồng. Cho em nói em tặng 3 chị của ngày hôm nay. 3 chị nguyên cái áo này đã, còn các mẫu tặng sau thì nó không nói làm gì nhá. Bây giờ các chị chốt lên đơn cho em mã này luôn này. Không có nhiều, giống cái mã K1 của hôm trước. Mã K1 của hôm trước đến chiều này, đến tầm trưa thôi nhỉ. Mã K1 của buổi tối hôm kia đến tầm trưa là các chị em mình đã không có hàng rồi. Hôm nay nó sót hình như đến tầm trưa là nhà em nhân viên báo đã hết hàng của K1 rồi các chị. Nó siêu hot hit như vậy luôn. Tất cả dòng này của các chị này đều được tặng kèm. Có 2 miếng mút rồi nhá, 2 miếng mút ngực rồi. Và các chị sẽ được tặng kèm thêm 2 miếng mút ngực nữa, được chưa? Em đã bao các chị là hàng cao cấp rồi, hàng chất cực kỳ đẹp. Co giãn tuyệt vời, nó là chất cốt tông dẻo của hàng Quảng Châu, siêu co giãn. Chốt cho em con này nhá. Màu tím than có size số 2 không chồng nhỉ? Màu tím than của em là full size, từ size 40 cân đến size 65 cân. Còn màu hồng của em là có size từ 48 cân đến size 65 cân full size mặc vừa. Em nói luôn nhá, tầm này ấy em không để là mỗi like một giá đâu. Tức là like trước có thể là bán lãi, like sau có thể bán hạ xuống hay như nào. Nhưng tầm này em nói luôn ạ, hôm nay là mùng 10 rồi ạ, em chỉ live stream đến đúng 14 nha các chị nha. 14, 15 là nghỉ rồi. Bởi vì vận chuyển đến lúc đấy là nghỉ rồi nha các chị. Thế nên là em chỉ like đến đúng mùng 14 hoặc 15 là em cũng nghỉ. Lên tất cả các mức giá em sẽ sập luôn cho mọi người ngay từ đầu, được chưa ạ? Các chị comment cho em mã hàng này luôn ạ. Lên đơn giúp em là Q1 cách số điện thoại cho em. Các chị nhận đơn hàng với mức giá là 49.000 đồng một cái. Con này có những chị nhập xỉ vào tầm 100.000 đồng. Chợ toàn bộ cái dòng ren của nó, tất cả là dòng ren mềm, ren đẹp như này ạ. Đây, mẫu áo em Trang đang mặc trên người. Các chị lưu ý cho em Trang màu tím than. Em Trang đang mặc trên người là đủ size của từ 40 cân cho đến 65 cân đổ về. Còn màu hồng của em là có size từ 48 cân. Hoàn toàn có size nha các chị nhá. Hàng rất đẹp như này cho chị em luôn. 48 cân cho các chị em mình đến size tầm 65 cân đổ về. Các chị có đơn vừa. Chốt mã hàng Q1 để xong em mặc qua màu hồng cho cả nhà mình ngắm. Xong để em mặc màu hồng nó hơi bị rộng một xíu nhưng thôi em cứ mặc lên cho các chị ngắm nhá. Chốt được em luôn là Q1, mức giá cho chị em nhà mình luôn là 49.000 đồng một cái. Áo khoác đang mặc, dạ tí em sẽ like cho các chị. Áo này em nói luôn này, Tết năm nay các chị phải sắm. Tết năm nay là các chị phải sắm parka, được chưa? Vì là nó sẽ lạnh. Áo này thì các chị mặc trong, mặc ngoài, mặc mùa hè, mùa đông được hết cho em. Áo này bây giờ các chị ngắm cho em màu tím đi để em qua màu hồng. Các chị lên đơn cho luôn là Q1 cho em kèm màu cho em với nhá. Q1 cho em ạ, em chốt chị Mạnh Lê ok chị ạ. Áo khoác đang mặc thì đợi lát em sẽ lên cho mọi người hàng siêu xịn sò luôn. Chợ Q1 em chốt cho chị Quang Quang
Quang Bình ok chị yêu này. Lên đơn của em luôn là Q1 cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ livestream với ạ. Q1 em chốt cho chị Minh Đức có đơn ạ, chị Lê Thị Huệ có đơn của Q1 ạ. Chốt được em luôn là Q1 kèm số điện thoại. Bây giờ em mặc qua màu hồng cho mọi người. Màu hồng này em mặc hơi bị rộng nhưng em vẫn mặc để cho các chị nhìn màu. Được chưa? Lên đơn của em luôn là Q1 kèm theo số điện thoại cho em. Lấy hai cái mình comment hai cái. Đúng rồi chị Hương Đinh lấy hai cái đi. Con này kể cả mùa hè các chị mua một con áo phông bình thường nó cũng làm gì có. Cũng làm gì có 40 mấy nghìn đồng đúng không các chị? Đây là hàng pha gen cao cấp cho em ạ. Chị Hương Dinh hai cái ạ. Chị Tiên Thúy có ạ. Chị Thúy Mai em chốt đơn ạ. Chị Hà Phương em chốt đơn của Q1 ạ. Comment hộ em luôn là Q1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Hôm nay em nhận được hàng rồi giày thẻ rẻ thế chị ạ. Em cảm ơn chị nhá. Q1 em chốt chị Mai Hồng Vân có đơn ạ. Comment hộ em luôn là Q1 kèm số điện thoại cho em. Các chị nhìn cho em này. Hàng này là phải chốt mùa hè chị em mình mặc không như này. Mùa đông tất cả các chị nhá. Riêng cái mã này mọi người nhìn cho này. Các chị nhá, hôm nay em không có áo vest ở đây để khoác. Nếu như chị nào là tín đồ của áo vest này thì các chị phải sắm mấy cái này nếu như có đủ màu. Cái màu này còn màu gì nữa không? Các chị ạ, đẹp dã man của Q1 ạ. Em chốt chị Quang Bình có ạ, chị Hà Phương em chốt đơn rồi. Lên đơn em luôn là Q1 49.000 đồng. Bây giờ em sẽ mặc qua màu hồng cho mọi người xem. Có quần baggy là em không có hàng đâu. Màu hồng em mặc hơi bị rộng một xíu nhá. Màu hồng em mặc hơi bị rộng một xíu nhưng em vẫn mặc lên để các chị nhìn. Chị ạ, màu hồng em mặc hơi rộng một tí. Các chị lên đơn cho em luôn là Q1 và kèm số điện thoại cho em. Mức giá em chốt trên cho các chị yêu mình là còn 49.000 đồng. Một cái nhá, em bảo luôn ạ, giá này là giá em sập sàn cho các chị rồi. Giá này là giá gọi là em sập sàn, sập giá cho các chị yêu rồi nhá. Mình lên hộ em luôn là Q1 đấy, em mặc cái màu hồng này hơi bị rộng này. Anh ghi màu hồng là chốt, màu hồng hình như không có size số 1 hay sao nhỉ? Màu hồng này em chốt từ 48 cân, rồi hộ em cái này khác nào anh ơi. Nhanh. Cái này quên mất bảo sửa không sửa. Không vét vào là được mà quên. Comment của em luôn là Q1 kèm số điện thoại cho em ạ, 49.000 đồng một cái. Sao thế? Thế thì vào lấy cho em cái quần lâu đây nào. Lấy cho em cái quần lâu. Comment của em luôn là Q1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đây ạ, đẹp dã man luôn ạ. Mức giá cho các chị em nhà mình luôn là 49.000 đồng một cái nhá. Không cần em phải đọc tên đâu ạ. Chị Trúc Thanh hai cái của Q1 em chốt đơn ạ. Comment của em luôn là Q1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Lên đơn của em luôn là Q1 kèm số điện thoại cho em ạ. Chờ em lên bộ trên tường ok chị ạ. Chị Nguyễn Bình em chốt đơn của Q1 ạ. Cho em xin mỗi chị gái một lúc chia sẻ livestream với ạ. Đã nhận hàng ạ, chỉ một từ chuẩn ạ. Em cảm ơn chị Nguyễn Mai hạ. Chốt được em luôn là Q1 ạ. Em chốt chị Hoàng Diệu Thúy em nói này. Con này của em toàn bộ nó là hàng cao cấp. Các chị nhìn cho em cái chất gen của nó ạ. Hàng cực đẹp cho các chị luôn. Hàng cực đẹp cho các chị luôn ạ. Lên đơn của em luôn. Không. Cái quần nhung kia thế nào? Ở trong cái tủ kéo cái kia của anh kìa. Mẹ nhỉ. Lên hộ em mã hàng Q1 và kèm số điện thoại cho em với ạ. Q1 và kèm số điện thoại cho em với ạ. Mức giá chốt tại live cho các chị yêu nhà mình luôn là 49.000 đồng. 49.000 đồng các chị chốt đi ạ. Em chốt cho chị Miu Miu ok chị ạ. Chị nào lấy Q1 comment hộ em luôn là Q1 kèm số điện thoại nhá. Mày mặc mấy bác này. Chán đời thật. Chỉnh lại hộ em cái nào. Chỉnh lại hộ em cái đấy đi. Comment hộ em luôn là Q1 kèm số điện thoại cho em. Q1 và kèm số điện thoại cho em ạ. 49.000 đồng một cái. 49.000 đồng một cái của Q1 nhá. 49.000 đồng một cái của Q1. Chị yêu nào lấy Q1 thì comment hộ em luôn là Q1 kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ em chốt chị Trịnh Trang ok chị ạ. Q1 và kèm số điện thoại đây này. Em mặc màu hồng nó hơi bị rộng này. Em mặc màu hồng nó hơi bị rộng này các chị này. Chà, em mặc màu hồng nó không có size nhỏ ấy các chị. Màu hồng nhẹ của em nhà em nó không có size nhỏ đâu ạ. Nó có size từ 48 cân nhá, màu hồng này. Nhưng mà màu hồng mặc sáng ra đẹp quá. Màu hồng này là có size từ 48 cân nhá. 48 cân cho các chị gái đến size tầm 65 cân là đủ size vừa. Còn màu tím than nhà em đang đủ size từ 48 cân nhá. Từ 40 cân nhá cho đến size tầm khoảng là 65 cân đổ về cho em ạ. Con này rất đẹp luôn ạ. Tình yêu nào lấy mã hàng này lên đơn hộ em luôn là Q1 và kèm số điện thoại cho em. Q1 cộng size cộng Q1 cộng màu cộng số điện thoại lấy hai cái đi. 49.000 đồng một cái thì các chị lấy hai cái đi. 49.000 đồng một cái thì các chị lấy hai cái đi. Có ạ. Có 38 cân nha chị. Rồi con này hơi rộng thì em sẽ thay luôn nha mọi người. Em sẽ chỉ mặc mẫu cho mọi người nhìn mẫu cho mọi người để mọi người nhìn thấy thôi các chị ạ. Hàng đẹp, hàng cực kỳ đẹp luôn ạ. Tội gì chị em mình không chốt đúng không các chị? Không tội gì chị em mình không chốt ạ. Em đã bảo rồi con này kể cả mùa hè các chị. Mùa hè các chị mua đâu được một con áo phông gọi là chất đẹp đẹp một tí mà 40 mấy nghìn đâu. Không có đâu các chị. Lên đơn em luôn là Q1 cho em ạ. Chị Miu Miu em chốt đơn ạ. Chị Huyền Phạm em chốt đơn ạ. Comment của em luôn là Q1 và kèm số điện thoại cho em 49.000 đồng một cái. 49.000 đồng một cái sửa được không? Q1 và kèm số điện thoại cho em chị Nguyễn Khan chốt đơn của Q1 ạ. Lên giúp em luôn là Q1 nha các chị. Lên giúp em luôn là Q1 và kèm số điện thoại cho em ạ. 49.000 đồng một cái. 49.000 đồng một cái của Q1 ạ. Em chốt cho chị Linh Lan ok Q1 ạ. Có size
Mọi người lưu ý cho em ạ, hàng có size chất đẹp như này, 49.000 đồng cho em. Xin mỗi chị gái một nút chia sẻ livestream với nào. Hôm nay chán đời ghê ạ. Q1 cho em ạ. Em chốt chị Hà Bonto ok chị này. Chị nào lấy Q1 lên đơn giúp em là Q1 kèm số điện thoại cho em. Áo em mặc này đủ màu đúng không? Các chị nhìn hàng cao cấp cho em ạ. Toàn bộ hàng cao cấp cho em, siêu nhẹ siêu đỉnh luôn. Siêu nhẹ siêu đỉnh luôn cho em này. 200. Các chị ơi, các chị bình thường các chị mua con này chắc chắn một điều, nhà nào người ta bán cũng 299.000 đồng. Không bao giờ có dưới, kể cả xả mức nào thì xả nha các chị nhá. Được chưa? Mã này hôm nay em về được một ít nữa thôi ạ. Q1 em chốt chị Thùy Mai ok chị ạ. Chị Hà Bonto em chốt đơn rồi, chị Nam Phong để lại số điện thoại cho em ạ. Q1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Q1 và kèm số điện thoại cho em. Đây các chị ơi, nhìn cho em mã hàng này này. 200. 20. Thôi các chị nhá, chốt lốt ngày hôm nay đi các chị ơi. Lốt ngày hôm nay đi, 220.000 đồng. Còn bao nhiêu cái em chốt lốt bấy nhiêu cái rồi em ngưng mã này. Được chưa? Còn bao nhiêu cái mã này em chốt bấy nhiêu cái rồi em ngưng nhá. Ngưng cái mã sản phẩm này. Đố các tình yêu đi đâu mua được mã này với mức giá 220.000 đồng. Được chưa? Toàn bộ pack cao của nó, cái dáng các chị nhìn cho em ạ. Dáng của nó đẹp dã man luôn, 65 cân đổ về các chị mặc vừa. Cái này nhà em hàng có size 45 cân đến size 65 cân em bao, các chị em mình mặc vừa và mặc đẹp. Được chưa? Áo này 40 cân hơi rộng. Có pasca nhá. Thế à chị Trần Minh Châu cố gắng khắc phục hộ em với nhá. Lên đơn cho em mã hàng này luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá chốt trên live cho chị em nhà mình luôn, 220.000 à. 220.000 các chị ơi, nay full màu. Hàng tối ngày hôm nay đến tối nhá em các chị nhá, đến tối ngày hôm nay 7 giờ tối em vẫn đóng hàng chỉ của mã này. Được chưa? Cái này em Trang đang đủ màu. Ngày hôm nay em Trang đang đủ màu cho chị em của mình luôn. Chốt giúp em mã hàng Q2. Em đang có của màu sữa này. Q2 em đang có của màu hồng dạ. Dạ các chị ơi, hàng nó đẹp. Form nó đẹp các chị ạ. Hàng nó đẹp, form nó đẹp, chuẩn đờ, chuẩn tuyệt vời đẹp cho các chị như này. Chốt với em luôn là Q2 kèm số điện thoại cho em chuẩn hàng Quảng Châu nhé. 220.000 đồng. Các chị đi ra ngoài chợ, các chị mua một con áo phông ngắn không có giá này. Đừng nói đến một con parka, các chị nhìn cái côn tay của nó đây ạ. Q2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Q1 em chốt chị Thanh Xuân Trinh ok ạ. Tổng 4 cái nhau và ok chị Thùy Mai. Q1 chị nào lấy 4 cái lên 4 cái. Thật sự mã này chị em mình mua đi tặng bạn anh em bạn bè này. Nó quá đỉnh luôn. Chờ còn mã Q2 em đang đủ màu. Chị Diệp Đán chốt đơn ạ. Con mừng cho em mã này luôn ạ. Q2 và em chốt chị Hợp Bác có ạ, chị Huệ Kim có ạ. Mã này nhá, nếu như ngày mai hết em sẽ báo nhân viên gọi lại cho các chị luôn, bởi vì hàng này em sẽ không về hàng nữa. Được chưa? Chị yêu nào các chị nhìn này, hàng đúng hàng Quảng Châu, nó đẹp đẹp đúng từ cái khóa đẹp đi. Chị ạ, comment của em luôn là Q2 cho em với ạ. Ok chưa? Q2 chị Diệp Đán chút đơn ạ. Lên hộ em mã hàng là Q2, 220.000 đồng kỷ niệm các chị. 220.000 đồng. Mã lên đơn giúp em luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em. 220.000 đồng một cái. Được chưa? 220.000 đồng một cái của Q2. Mình lên hộ em luôn là Q2, em sẽ mặc đủ màu cho các chị nhá. Em có màu hồng, màu đen, màu sữa, màu lâu và màu xanh. Q2 cho em ạ. Dạ em chốt chị Trịnh Thị Bích Hậu có đơn của Q2 ạ. Em chốt chị Hợp Bác có đơn của Q2 ạ. Mình lên hộ em Trang luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em. 220.000 đồng. 220.000 đồng màu lâu cho em ạ. Dạ em chốt đơn của chị Em Thuần ok chị này. Cái mã này của ở em chốt đơn cho chị Cúc Lê có đơn ạ. Q2 và kèm số điện thoại cho em. Q2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá chốt trên live cho các chị là 220.000 đồng. 220 chốt nhanh. Được chưa? Em bán tặng lốt các chị mã này rồi là ngưng nhá, mã này hết là thôi, em không về nữa thêm. Không về thêm mã này nữa nhá. Chốt em luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Q2 và kèm số điện thoại, lát em sẽ mặc đủ các màu cho mọi người nhá. Em sẽ mặc dần dần các màu cho mọi người. Được chưa? Tình yêu nào lấy mã hàng này, các chị gái lên đơn em luôn là Q2 cho em ạ. Q2 bây giờ mọi người ngắm cho em màu sữa này. Đây là màu sữa em đang mặc. Đây là màu sữa em Trang đang mặc trên người nhá. Q2 và kèm số điện thoại cho em. 220.000, em nói luôn cái giá gọi là tri ân cực kỳ lớn luôn cho các chị rồi ạ. Chị gái họ Hoàng em chốt đơn ạ, chị Dung Nguyễn em chốt đơn của Q2 ạ. Chốt được em luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em mặc tiếp màu xanh cho cả nhà mình ngắm này. Em có màu sữa, em có màu xanh ạ, màu đen ạ, màu lâu cho các chị ạ và màu hồng cho các chị gái mình luôn ạ. Chị yêu nào lấy mã nào lên đơn cho em, mã kèm màu cho em với nhá. Mã kèm màu cho em với ạ. Chị Dung Nguyễn em chốt đơn rồi ạ, chị Hợp Bắc em chốt đơn rồi ạ. Ok chưa? Tình yêu nào lấy mã này lên đơn cho em luôn là Q2. Kèm số điện thoại cho em ạ, 220.000 đồng. 220.000 đồng của Q2, các chị ngắm giúp em là 220 Q2 kèm số điện thoại cho em với. Q2 kèm số điện thoại cho em với 220.000 đồng. Chà, nó rẻ hơn một con áo phao ngắn chợ phao xưởng, các chị mua không có giá này luôn. 220 chốt cho em Q2 kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Dung Nguyễn 865 em chốt đơn mình rồi. Ngày mai nhớ chứng điện thoại là có đơn nhá.
Q2 màu xanh ạ. Q2 màu tiếp tục cho em ạ. Dạ em chốt đơn cho chị Quang Bình. Ok Q2. Chị nào lấy Q2 comment hộ em luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em. 220.000 đồng. Em chào chị Dương Hảo nhá. Q2 em chốt chị Minh Đức. Ok đây là màu lâu của em này. Đây là màu lâu của em này. Chốt mã hàng Q2 và kèm số điện thoại cho em. Q2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em chốt cho chị Trần Biên. Ok. Quác bé trai 47 cân không có hàng chị nhá. 47 cân chỉ còn áo gió thô thôi ạ. Cho em xin mỗi chị một lút thả tim, một lút thả like nè. Chị nào lấy Q2 lên em luôn là Q2 kèm số điện thoại cho em. Hàng bao có chị yêu luôn, nó chất lượng ạ. Hàng gọi là nó chất lượng ạ, nó đẹp ạ, form nó chuẩn ạ. Chốt em luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Q2, dạ đến 65 cân đổ về em có size vừa. Chị yêu nào mình lấy mình lên đơn hộ em luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em. Q2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho các chị là 220.000 đồng. 220.000 đồng của Q2. 220.000 đồng của Q2. Lên mã giúp em luôn là Q2, em đang có của màu lâu ạ. Em đang có của màu xanh ạ, màu sữa. Cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ livestream với ạ. Chị Mạnh Lê em chốt đơn của Q2 ạ. Chị Huyền My em chốt đơn của Q2 ạ. Chị Quang Bình em chốt đơn cho mình Q2 rồi nhá. Mình lên cho em mã hàng này luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em. 220.000 đồng. 220.000 đồng của Q2 có size đến 65 cân. Để cho lên cho đơn cho các chị Q2 ạ. Em chốt cho chị Sang Hoàng màu lâu ok chị này. Q2 màu lâu em chốt chị Duyên Trương ok ạ. Chốt em luôn là Q2 đây các chị ngắm màu lâu xong rồi em qua mã này. Ngắm cho em màu lâu cho em qua mã này mọi người này. Chị nào lấy Q2 comment của em luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em 220.000. 220 nha các chị nhá, 220.000 đồng của Q2. Chốt giúp em luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Lên đâu em luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu này đang là màu đen ạ. Màu này của em là màu đen ạ. Được chưa, chị gái nào lấy Q2 lên của em luôn là Q2. Nói chung là các chị thích lấy màu gì thì mọi người lấy màu đấy nhá. Q2 và kèm số điện thoại cho em. Paka thì em có mấy mẫu cơ? Paka em có mấy mẫu? Được chưa, lên mã của em luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em. 220. 220, ôi trời ơi siêu rẻ luôn ạ. Q2 em chốt chị Lò Vưng ok chị. Đây, đây là màu đen của em ạ. Các chị ơi, đẹp dã man luôn. Chị yêu nào lấy lên đơn Q2 kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Ngọc Ánh em chốt đơn của Q2 ạ. Áo màu hồng đằng sau là 149.000 đồng một cái. Chị gái nào lấy Q2 chốt em Q2 kèm số điện thoại nhá. Q2 màu đen em chốt chị Duyên Trương ok. Lấy 2-3 cái đi các chị. 2 cái mình mặc thay đổi. Năm nay nói chung là rét muộn thì chắc chắn là ra Tết các chị còn rét nữa. Chị nào lấy Q2 comment của em luôn là Q2 nhá. Đây là màu đen ạ. Đây của em là màu đen ạ. Mã hàng Q2 kèm số điện thoại cho em 220.000 đồng. Rồi ôi 220 ạ, cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ livestream với Q2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Trần Loan em chốt đơn ạ. Q2 kèm số điện thoại cho em 220. 220.000 nhá. Chị Dung Nguyễn em chốt đơn màu đen ok chị. Chị lấy đen nhé. Rồi ok chị yêu. Lên em luôn là Q2 màu hồng nữa này. Màu hồng chắc có ít nhất hay sao nhỉ? Màu hồng có gì ít hay có nhiều? Cái vải bên ngoài của nó các chị, nó là vải thô đẹp luôn. Nó là vải thô hàng xịn luôn. Được chưa, lên của em luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ ok chị ạ. Chị gì đấy? Chị gì đấy? Chị gì đấy? Em đang không đọc được tên của chị gái này này. Comment Q2 kèm số điện thoại cho em nhá. Q2 kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá chốt trên like các chị yêu là 220. Nhà em gọi điện chốt đơn hàng. Q2 màu lâu em vừa lên rồi chị. Q2 nhà em đủ màu. Q2 này nhà em đủ màu luôn. Con màu hồng này em đang mặc vào cái xanh XL. Cái xanh XL thì nó to vậy. Chốt cho em mã hàng Q2 và kèm số điện thoại cho em 220.000 đồng. Màu hồng đẹp quá. Màu hồng đẹp quá. Lên của em luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em. Màu hồng đẹp quá các chị. Màu hồng này trẻ trung quá mọi người lấy đi. Chị nào trẻ trẻ các chị lấy màu hồng đi thật. Chị nào trẻ trẻ mình lấy màu hồng đi. Comment của em luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em 220.000. Hàng Quảng Châu đấy ạ. Này, cũng đẹp từ cái khóa đẹp đi em đã bảo rồi. Đẹp, nó đẹp từ cái khóa đẹp đi luôn ạ. Đây, chị nào đi xa thì các chị kéo kín cổ lên cho em nhá. Đi xa mình kéo kín cổ lên cho em với ạ. Nên chị yêu nào lấy mã hàng này các chị gái lên đơn cho luôn là Q2 và kèm số điện thoại cho em ạ. 220.000 đồng nốt nhanh cho em. 220 ạ, Q2 chị Ngọc Ánh ok chị yêu ạ. Chốt Q2 kèm màu hồng, xanh, nâu, sữa và đen. Hồng, xanh, nâu, sữa, đen cho em. Được chưa, chị yêu nào lấy Q2 comment Q2 kèm số điện thoại cho em với ạ. Q2 và kèm số điện thoại cho em với ạ. 220.000 đồng. 220.000 chán thế nhỉ, cái view này ấy nhỉ. Chán thế nhỉ, cái view này ấy nhỉ. Q2 cách số điện thoại cho em 220 nhé. 220.000. Ok chưa mọi người, 220.000 đồng. Em chào chị Vinh Lê Thị. Chị nào lấy Q2 lên giúp em luôn là Q2 kèm số điện thoại cho em ạ. Lấy màu hồng rồi, ok chị Hợp Bắc em chốt đơn để Q2 màu hồng. Đẹp quá mọi người ơi. Màu của nó không phải là hồng rợ nhá, nó là màu hồng phấn như này.
Nó là màu hồng phấn như này các chị nhá. Lên đơn là Q2. Kèm số điện thoại cho em 220 220.000 đồng của Q2. Chị lấy Q2 chốt Q2 được rồi anh. Không có gì à? Q2 và kèm số điện thoại cho em 220. Của Q2. Ok chị, cho mình xem màu sữa à. Q2 chốt chị Hoàng Minh Đạt. Ok chị, có 220.000, các chị xem giá thoải mái. Em bao luôn hàng đấy nhá. Chỗ nào bây giờ người ta đang xả cho các chị cũng là 299 ạ. Thật sự luôn ạ, chỗ nào bây giờ người ta đang xả 299.000 đồng ạ. Bộ kẻ đằng sau đây. Chị ơi, bộ kẻ đằng sau vẫn đang còn hàng đấy. À đây. Trời ơi, áo bố. Cái tình yêu. Đúng 20 cái cuối cùng, hết rồi, kho hết hàng. Không phải là kho còn hàng mà em không lấy đâu ạ, hết hàng. 65 đến 75 76 cân cho em mã này, chốt em Q3. Được chưa ạ? Chị nào mua cho ông nội ông ngoại ạ? Cho chồng cho em ạ. Mức giá cho các chị là 149.000 đồng ạ. 149.000 đồng, các chị nhìn cái lớp lót cho em xem nó là hàng xịn đi không ạ? Toàn bộ lót của nó đây này, lót nhung lì đấy ạ. Siêu ấm ạ. Được chưa ạ? Chốt cho em mã hàng này luôn, mã hàng Q3 kèm số điện thoại cho em có đúng 20 cái thôi nhá. Có đúng 20 cái của mã này, kho hết rồi ạ. Hàng này em đã bảo rồi ạ, các chị nhận hàng là các chị phản ánh là gì ạ? Đẹp từ đường may. Đẹp từng đường kem luôn. Chốt cho em mã hàng này luôn là Q3 cho em ạ. Em chốt chị Trần Lê ok, em chốt chị Ngọc Đỗ ok chị ạ. Bộ kẻ đằng sau của em là 105.000 đồng, em đã bảo rồi. Ngay từ đầu hôm đầu em về em đủ size các chị em nói luôn. Tức là hàng nào em bán giá tặng là em chốt luôn cho các chị yêu. Được chưa? Các chị gái lên cho em mã hàng này luôn. Mã hàng này là gì nhỉ? Q mấy đây nhỉ? Q mấy đây? Lâu lắm không gặp à. Em chào chị Thư Minh. Chốt hộ em mã hàng này luôn là mã Q mấy? Q3 cho em ạ. 20 cái. Chưa lên bộ kẻ mà. Q3 cho em ạ, em chốt chị Lan Anh ok chị ạ. Lên đơn em luôn là Q3. 149.000 đồng một cái. 149 chốt Q3 kèm số điện thoại cho em. Q3 kèm số điện thoại cho em ạ. Khổ hôm nay nè, đầu óc nó. Đầu tóc em nó bết lết vào luôn ấy. Hôm nay định đi làm tóc các chị ạ. Nhưng hàng nó về gọi là ngập mặt. Không có lúc nào để đi ra khỏi nhà luôn. Q3 em chốt chị Trịnh Thị Bích Hợp ok, chị Di Hoàng ok, em chốt đơn ạ. Quy ơi, thôi chết rồi, cái bếp bên này sao tự nhiên bị ao ra nhỉ? Cái máy kia làm sao đây anh ơi? Cái máy kia làm sao đấy, cái mạng kia làm sao đấy nhỉ? Ôi chết rồi, bị sao ấy nhỉ? Q3 và kèm số điện thoại cho em với ạ. Q3 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đơn trước mua 2 áo bố đẹp quá à. Quay máy giặt thoải mái không sao. Dạ em cảm ơn feedback của tình yêu nhá. Lên đơn cho mã hàng Q3 kèm số điện thoại cho em. Q3, ui dồi ôi, cái bếp bên này tự nhiên bị ao ra. Ôi. Đợi em một tí nhá. Đợi em một xíu. Cái mạng Vina xem là nó có nháy không? Q3 và kèm số điện thoại cho em ạ. Q3 em chốt chị Ngọc Bùi ok chị gái ạ. Q3 của em là bây giờ chỉ có size từ 65 cân đến tầm 75-76 cân thôi mình ơi. Em không lấy được hàng đấy nữa đâu. Hàng này hết rồi, dưới kho hết hàng rồi. Họ nghỉ Tết rồi. Chỉ còn em Trang là bây giờ đang gọi là nhà người khác ấy, đang thanh lý không về hàng nữa rồi. Em chỉ có em hì hục về hàng cho các chị thôi ạ. Chị Vinh Lê thì em chốt đơn của Q3 ok chị ạ. Q3 và kèm số điện thoại, còn áo em mặc là Q1 nha cả nhà. Áo em Trang mặc là Q1 nhá. Ôi nhở. Quay lạ nhở, nó không đang, nó đợi em một tí nhá. Đợi em một tí để em vào lốt cái page bên này cái. Ôi trời ơi, bực mình quá, hôm nay mạng mía bị sao không biết được. Hôm nay lên đã thấy nó cứ đơ đơ rồi mọi người ạ. Em lên em đây like đây thấy nó cứ đâu đâu rồi. Em chốt chị Q3, chị Trần Loan có ạ, chị Vinh Lê thì em chốt đơn ạ. Q3 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá chốt trên like các chị là 149.000 đồng Q3. Q3 kèm số điện thoại nhá, 149 đây mọi người ngắm lại cho em với ạ. Em cứ cho các chị xem bên trong trước này, đẹp lắm. Chị Trần Loan ok Q3. Đây chị nào lấy Q3 lên hộ em luôn là Q3 kèm số điện thoại cho em ạ. Xin mỗi chị gái mình một nút chia sẻ livestream với nha. Các chị ơi đang mấy chục chị ở bên page bên này tự nhiên em bị ao ra rồi, em buồn quá luôn mọi người. Đây, các chị ơi, cho em xin mã hàng này là Q3 kèm số điện thoại cho em. Q3 và kèm số điện thoại cho em ạ. 149.000 đồng, hàng này không đẹp không lấy tiền các chị. Được chưa, em đã bảo rồi ạ, đẹp từ đường may ạ. Đẹp từ đường may luôn cho các chị, hàng lót cực kỳ xịn luôn. Q3 và kèm số điện thoại cho em. Hôm trước chị nào cứ hỏi mãi cái mã này đây ạ. Chị Nga Lê Thúy em chốt đơn của Q3. Q3 và kèm số điện thoại cho em ạ. Hôm trước đặt váy bé nhưng không còn à. Rồi hôm trước đặt không còn nên đặt lại. Em đã bảo rồi tầm này nhiều nhà người ta nghỉ rồi. Nhà nhiều nhà người ta chỉ gọi là các chị xem like đấy,
chỉ thấy like hàng cũ thôi, chỉ thấy like hàng cũ thôi, nhưng mà em Trang vẫn hì hục ngày nào cũng thế ạ. Q3 và em chốt chị Duyên Trương, ok ạ. Chị thỏ con giống, em chốt đơn của Q3, em chốt đơn này 149.000. Mình lấy hai cái cho ông nội ông ngoại mỗi người một cái, thì comment là Q3 hai cái cho em với nhá. Chị yêu nào lấy Q3 lên mã Q3 kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Q3 và kèm số điện thoại cho em. Bây giờ các chị lên tiếp cho em Q4 này. Đây mới gọi là siêu phẩm. Chỉ đủ size của hôm đầu tiên thôi. Bây giờ mã này em chỉ còn đến 26 cân thôi, 12 cân đến 26 cân ạ. Toàn bộ hàng Quảng Châu cho em ạ, size từ 90 này. Cái áo em mặc là Q1 nhá. Áo em mặc là Q1 này về nhiều, các chị chốt hộ em với nhá. Q1 em có hai màu nhá. Q1 em có hai màu, bình thường em cũng không, em thấy mặc cái này thì đẹp, sexy một chút xíu thôi, nhưng mà kiểu như là bình thường em không hay mặc hở cổ như này mấy á, bình thường em toàn mặc cổ tròn ấy mọi người. Toàn mặc cổ kiểu như thế này thôi là. Nhưng mà mặc thế này cũng đẹp này. Em thấy mặc như này một chút xíu cũng đẹp, đúng không mọi người? Gái ngoan ấy. Mã này các tình yêu lên đơn cho em luôn là Q4 này. Q4 cùng số điện thoại cho em. Đơn hôm trước chốt đơn không phải chị à, chị ơi. Chị nào chưa được chốt đơn lên mã lại cho em là chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại. Còn những chị mà đã được bên nhà em, các bạn gọi điện chốt đơn hàng rồi là tất cả hàng này đi đơn rồi nhá. Cho em xin mỗi chị lúc chia sẻ livestream nữa, hết mã này em tặng quà cho mọi người. Cho em xin mỗi chị nha, hai lúc chia sẻ trang cá nhân, ba lần trang hội trợ nhóm để chế độ công khai cho em ạ. Rồi chấm bài tương tác xuống đây cho em ạ. Q2 màu đen em chốt cho chị Trúc Thanh, ok chị này. Cái áo này của em, bộ này bây giờ em chỉ còn đến 26 cân thôi ạ. Mẫu này của em Trang là chỉ còn đến 26 cân thôi ạ. Q4 cho em ạ, 12 cân nhá. Nó có size từ 90 cho đến size 120 nữa thôi. Các chị lên mã cho em luôn là Q4 cho em, mức giá cho chị là 105.000 đồng. Có đến 28 30 cân ạ. Có đến 28, thế thì có từ size 90 đến 130 chứ. 12 cân đến 28 cân em bao vừa. Để cho hàng này không đẹp, ôi chị nào nhận rồi cho em xin cái feedback nào. Like này là like thứ mấy mình bán nhỉ? Like thứ 3. Mã này của em là like thứ 3, cho em xin cái điện thoại để em đọc cái page bên này nào. Page bên này tự nhiên đông như này mà không thấy một cái chấm nào là lại ẩn comment rồi. Cái này các bác lên đơn cho em mã hàng này luôn ạ. Tại vì nhà em Trang thật là ít mắt xem, nhưng các chị thấy cái lượng comment của nhà em rất là thật. Bởi vì là em không mua mắt ảo. Đây, cái page bên này đăng như thế này mà không có cái chị nào chấm trước thì là Q4 cho em ạ, 105.000 đồng. Một cái mã này nhá, một cái quần này em bán không cho các chị đã 95-100.000 rồi. Được chưa? Tất cả mã này của em toàn bộ hàng Quảng Châu. Tất cả mã này của em là hàng Quảng Châu cao cấp cho em ạ. Mức giá cho các chị là 105.000 đồng của Q4. Được chưa? Lên của em luôn là Q4. Em chốt chị Yến Nhi Q4 này. Chốt em luôn Q4 chị ạ. Thủy Trương Vương em chốt đơn của Q4 ạ. Phao bé em còn ạ. Lên cho em mã này luôn là Q4 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em chào chị Mỹ Hưng Bùi nhá. Còn hút đi người lớn không em Trang à? Hút đi người lớn em hết hàng rồi mình lên cho em. Đấy em biết ngay là bên này bị ẩn comment mà. Lên đơn cho em mã hàng này luôn là Q4 cùng số điện thoại cho em. 105.000 đồng một cái. Em chào chị Trần Trần Nga, Q4 kèm số điện thoại cho em. 105.000 đồng ạ. Cái bộ này các chị ơi mặc mùa đông, mùa thu, mùa xuân, mùa hè đều ok hết cho em ạ. Các chị mix rời cũng được ạ. Mix rời cho em cũng được mà không mix rời cũng được ạ. Chị cái gì đây ạ? Chị Hoàng Vân em chốt đơn ạ. 33 cân em không còn đâu ạ. Chị còi gì đây ạ? Chị còi 3B em chốt đơn của Q4 ạ. Lên của em luôn ạ. Q4 cùng số điện thoại cho em ạ. Phao dài cho bé ạ. Dạ đợi em một tí nhá. Mọi người lên mã Q4 cho em ạ. Chị Nguyễn Xuân Q4 hai bộ ok chị ạ. Chị nào lấy hai bộ comment hai bộ, ba bộ comment ba bộ cho em với nhá. Đợi em một tí, em bỏ ghim nhà mọi người nè. Em bỏ ghim nào để em chơi mini game cho cả nhà mình. Chốt rồi em mã hàng Q4 cùng số điện thoại cho em. Q4 cùng số điện thoại cho em nhá. Các chị nhá, 105.000 đồng. Cả một set như này luôn ạ. Cả một áo cộng một quần đẹp như này luôn. Chốt cho các chị mã hàng Q4 cùng số điện thoại cho em. Q4 cùng số điện thoại cho em ạ. 105.000 đồng ạ. 105.000 đồng ạ. Của một set hàng luôn. Của một set hàng này như này luôn ạ. Chốt giúp em mã hàng Q4 kèm số điện thoại cho em nhé. Q4 kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ chị Vinh Nguyễn Thị Q4 hai bộ ok chị. Em chào chị Ngọc Bùi nhá. Lên mã Q4 cho em ạ. Cùng số điện thoại em chốt đơn. Rồi bây giờ cho em ạ. Nó lên bé trai 20 cân. Dạ ok chị Lường Phúc, đợi em một tí ạ. Quá đẹp. Mã này cực đẹp luôn nhỉ. Mã này cực đẹp luôn. Chốt em luôn là Q4 kèm số điện thoại cho em. Chị Thủy. Chiều nay em đang đi lúc đấy. Rồi ơi. Các chị tin không? Em này, mì cay ra khoảng là 4 năm hay 5 năm rồi nhỉ các chị nhỉ? 4 hay 5 năm ra mì cay rồi nhỉ các chị nhỉ? Nhưng mà hôm nay con bạn em đúng, con bạn mà nó không đón em đi á thì chắc không bao giờ em đi luôn. Đó, Q3 cho chị Phạm Phương ok, 105.000 đồng cả một bộ chị nhá, cả một bộ nhá chị Tuyết Vui Phạm. Ok chị Vinh Nguyễn Thị em chốt đơn rồi ạ, xem áo khoác đằng sau đi em ạ. Dạ ok, đợi em một tí, em tặng quà xong em bán hàng luôn. Em tặng con áo em đang mặc này này. Con áo này là có mút ngực rồi, các chị không cần phải mặc áo con nữa đâu nhá. Nếu như chị nào ngực to, ngực đầy là không cần mặc áo con.
Được chưa? Còn không thì các chị chỉ cần mặc một chiếc áo con mỏng mỏng thôi. Mặc chiếc áo con mỏng mỏng thôi là ok rồi. Nha các chị nha, con này rất đẹp luôn. Con này các chị có thể mix áo vest, mix áo phao này. Các chị có thể làm mùa hè các chị mặc không con áo này thôi, đẹp quá luôn các chị. Con áo đẹp quá, ở ngoài làm gì có 49.000 đồng các chị, nhập vào không có đâu. Hôm nay xỉ 7 giờ vẫn đóng mã này. Hôm nay xỉ 7 giờ lên vẫn đến cố đóng mã này để tối nay đây. Em tặng các chị con này với mức giá 0 đồng. Tất cả nó được tặng hai cái mút này. Tất cả là 4 mút ngực cho các chị. Tất cả được tặng 4 mút cho mọi người, hàng siêu đẹp luôn. Hàng siêu đẹp luôn. Chiều nay cái gì? Chiều nay chị lấy hạ cái không đọc kịp rồi chị. Không đọc kịp rồi chị Thu Thủy Lê, không biết là chị nói chiều nay cái gì đâu. Chiều nay. Chiều nay cái gì nhỉ? Q4 à, ok chị. Q4 chị Trần Hải Yến, ok chị. Chiều nay hai cuốn chị mặc hai bộ đấy đẹp lắm à. Ok tình yêu, cái bộ của Q4 này đúng không? 105.000 đồng quá xịn sò. Rồi bây giờ em sẽ tặng quà cho các chị yêu, nhưng mà chỉ tặng các chị có lượt chia sẻ thôi. Không có lượt chia sẻ em nói luôn là nhà em không bao giờ tặng quà đâu ạ. Không bao giờ tặng quà. Cho em xin mỗi chị hai nút chia sẻ trang cá nhân 3 lần hỗ trợ nhóm cho em với ạ. Được chưa? Hai nút chia sẻ trang cá nhân 3 lần trang hỗ trợ nhóm ạ. Quà nhỏ nhỏ thôi nhưng mà em tặng thật nha mọi người. Lưu ý cho em ạ, xăm con áo này đi, con này nó mặc đẹp lắm. Thật ra là em cũng không mấy khi mặc sâu cổ như này, nhưng mà nó chỉ khoét một tí thôi. Nó không quá sâu, nó không quá lộ đâu các chị, nó khoét một tí thôi. Em chúc mừng chị Nguyễn Mai ạ. Chị này nếu nhớ không nhầm thì tối ngày hôm qua em cũng đọc không biết là phải không nhỉ. Em chúc mừng tình yêu ạ, Nguyễn Mai Hạ này, để ảnh đại diện con gì đây? Chị Nguyễn Mai Hạ. Em chúc mừng chị gái Nguyễn Mai Hạ nhá. Em chúc mừng chị Nguyễn Mai Hạ. Từ từ mọi người ơi, cho em. Chị Nguyễn Mai Hạ mình còn ở đây không ạ? Chị Nguyễn Mai Hạ ơi mình còn ở đây không ạ? Chị gái Nguyễn Mai Hạ đủ dấu nhá. Em chúc mừng chị yêu, chị Nguyễn Mai Hạ đủ dấu nhá. Nếu như không còn ở đây em sẽ hủy quà nhá các chị nhá. Lưu ý cho em với nhá. Nên là chị nào mình đã chia sẻ giúp em rồi thì mình ở lại đi nhá. Một like thì không nhiều, nhưng ít nhất em phải tặng 3 đến 4 chị. Chị Nguyễn Mai Hạ mình còn ở đây không ạ? Chị Nguyễn Mai Hạ mình còn ở đây không ạ? Chị gái Nguyễn Mai Hạ nha mọi người. Nguyễn Mai Hạ đủ dấu cho em với. Chị Nguyễn Mai Hạ đủ dấu cho em với. Chị Nguyễn Mai Hạ nếu như không có ở đây, hết một mã hàng nữa em sẽ quay lại mini game nhá. Hết một mã nào hàng nữa em sẽ quay lại mini game nhá. Trời ơi, đẹp tài quá. Mã áo em mặc là mã áo Q1. Em tua lại Q1. Nếu như chị Nguyễn Mai Hạ vẫn không chấm lên, không comment lên, tức là chị không ở trên line, em bỏ qua quà, em quay lại nhé. Mà áo em Trang đang mặc là có hai màu cho các chị luôn. Toàn bộ hàng không xịn không lấy tiền. Các chị nhìn cho em ạ, cái chất gen của nó đây này. Chất gen mềm, gen xịn luôn nhé. Không phải cái dòng gen dặm dặm đâu ạ. Cái màu tím than của em. Chị Nguyễn Mai Hạ có đây không? Anh nhìn em xem chị Nguyễn Mai Hạ có đây không nào. Cảm ơn shop. Ok tình yêu, em nhìn thấy chị Nguyễn Mai Hạ rồi. Cho em xin số điện thoại với ạ. Em ghi tên này. Tôi chết rồi. Có vẻ đi ăn mì cay các bác ạ. Chết dở rồi. Có rồi đúng không? Em nhìn thấy rồi đấy. Nhưng mà hiện tại trên máy chủ em mới đang chưa comment lên này. Thôi chết rồi. Chết thì mồm rồi. Có kìa Trang ạ. Em nhìn thấy rồi đấy. Nhưng mà em thấy rồi đấy. Nhưng mà hiện tại em chưa thấy. Chị vẫn đang đợi quà em. Ok tình yêu. Chúc mừng chị gái nhá. Chúc mừng chị gái ạ. Đây. Đây này, em cứ để ý này, các chị mà có đầy đủ các cái mốc ấy là các chị quay mini game rất hay trúng quà. Đồ này, anh ơi đi tặng các chị Nguyễn Mai Hạ này. Chị gái ơi, lên số điện thoại cho em nhé, lên số điện thoại cho em. Tặng chị một con áo này không đồng, cho chị chọn size luôn. Mẫu áo này của em nhà em sẽ full size cho mọi người. Từ 40 cân cho các chị em mình đến 65 cân đổ về em bao vừa. Chị gái nào chốt mã này comment hộ em luôn mã gì nhỉ? Quy Nguyễn Mai Hạ đủ dấu. Cho em xin số điện thoại nhá, Q1 kèm số điện thoại cho em. Còn màu hồng của em thì nó chỉ có size gì ạ? Màu hồng của em là chỉ có size Nghỉ một ngày. Áo em đang mặc đây chị ơi. Các chị ơi lên đơn cho em mã này luôn ạ. Mã hàng này comment hộ em luôn là gì nhỉ? Q1 và kèm số điện thoại. Anh ơi số là 675. Trời ơi ổn quá. Em không nói được lại nữa rồi. Lên hộ em mã hàng này luôn là Q1. Em đang có của hai màu nhá. Q1 màu hồng. Màu hồng của em là đủ size. Màu hồng của em là đủ size ạ, đủ size. À màu hồng của em là từ size 48 cân đến 65 cân. Còn màu tím than mà em đang mặc này thì đủ size ạ. Đủ size từ 40 cân đến 65 cân cho em ạ. Chốt cho em mã hàng này luôn là Q1 cùng số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho các chị là 49.000 đồng. Lấy hai cái của Q1 đi các chị ơi, đẹp siêu đẹp luôn ạ. Toàn bộ có mút ngực nhá, các chị có thể bỏ mút ra tùy mọi người. Đây ạ,
Có thể bỏ mút ra tùy mọi người nhá. Nói chung là các chị để mút thì để, không thì các chị để bỏ ra, như em thì em đang để mút ạ. Được chưa? Các chị lên đơn rồi em mã hàng này luôn là Q1 cùng số điện thoại cho em. Q1 cùng số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho các chị là 49.000 đồng. 49.000 đồng của Q1 nhá. Lên đồ bé trai 16 cân nè. Rồi ok chị yêu. Chốt rồi em luôn là Q1 cùng số điện thoại cho em 49.000 đồng. 49.000 đồng. Mặc bên trong áo vest, mặc bên trong áo phao, hoặc các chị có thể mặc gì ạ? Mặc mùa hè không như này thôi. Chị yêu nào lấy Q1 chốt em Q1 cùng số điện thoại cho em. Mẫu áo này cho em ạ, Q1 ạ. Q1 2 màu 48 cân. Dạ em chốt chị Tuyết Vui Fan ok ạ. Mới nhận của hàng shop chiều nay, đẹp và hàng đẹp lắm ạ. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Nguyễn Mai ạ. Thank you tình yêu. Cái này các chị lên đơn cho em mã hàng này luôn là Q4 à, Q xét trên tường bao nhiêu ạ? Xét trên tường của em là Q1 màu xanh cho chị Nguyễn Thu Minh ok. Xét trên tường của em là 105.000 đồng một cả một set ạ. Cả một set luôn, gồm cả quần cả áo luôn nha chị nhá. Gồm cả quần cả áo luôn ạ. Em chào chị Rosa nha. Mọi người lên cho em mã này luôn là Q mấy rồi nhỉ? Q4 rồi phải không? Bây giờ lên là Q5. Chợ Q5 của em là từ 28 cân đến size 35 cân ạ. 28 cân đến size 35 cân ạ. Toàn bộ mẫu phao Patka như này cho bé siêu đẹp luôn. Patka lót lông hàng siêu nhẹ, siêu ấm, túi hộp nhá. Chốt cho em mã hàng Q5 cho em ạ. Mức giá chốt tại nay cho các chị yêu là còn bao nhiêu nhỉ? Q5 149.000 đồng. 149.000 đồng, có size đến 30 cân nha chị nắng hạn. Q5 cùng số điện thoại cho em. Q5 cùng số điện thoại cho em 149.000 đồng một cái. Giày thể thao phía sau lên chưa ạ? Đã em chưa like đâu, đợi em tí cho các chị nhá. Đợi em một tí ạ, lên cho mã hàng này luôn ạ. Đẹp quá, form Patka này. Q5 cùng số điện thoại cho em ạ. Em sẽ có của hai màu ạ, màu vàng cho em và màu hồng cho em này. Màu vàng ạ và màu hồng giúp em nhá. Chị nào lấy mã này lên đơn cho em ạ. Q1 em chốt chị Khánh Huyền. Khánh Huyền ok ạ. Lên giày là ok tình yêu. Chốt cho em mã này luôn là mã Q5 cùng số điện thoại phải chứ em không? Q5 cùng số điện thoại. Thế thì áo bố là Q mấy? Áo bố là bố. Rồi thế cái mã này lên đơn cho em luôn là Q5 cùng số điện thoại cho em. Q5 cùng số điện thoại cho em đang có của hai màu này. Đấy chào Q1 cho chị Nguyễn Mai em chốt đơn ạ. Q5 cùng số điện thoại cho em đang có của màu hồng và em đang có của màu vàng. Patka 23 cân dạ, đợi em một tí ạ. Chốt cho em mã này luôn ạ. Chị Khánh Huyền ok ạ. Q1 2 cái em chốt chị Mỹ Hưng Bùi ok chị này. Chị nào chốt mã này lên hộ em Trang với ạ. Lên hộ em Trang mã hàng này luôn là Q5 cùng số điện thoại cho em. Q5. Đợi cho em đang có của hai màu, màu vàng và màu hồng cho em với. Em chốt trên like cho các chị này size từ 28 cân đến size 35 cân. 149.000 đồng của Q5. 149.000 đồng của Q5, chốt em luôn là Q5 và kèm số điện thoại cho em ạ. Áo em đang mặc nó chỉ còn màu hồng với cả màu tím thôi chị ơi. Màu hồng, màu tím, hai màu này dễ mặc lắm chị. Hai màu dễ mặc, nói chung các chị mặc cổ V như này cũng được này. Nói chung là kiểu nhiều kiểu mặc, đẹp lắm. Chả qua em là đứa mà kiểu như là em thiên về cái phong cách thứ nhất là năng động với cả Barbie hơn là những cái kiểu sexy như thế này hơn ấy. Nên là em thấy ở trên ảnh mẫu thì nhiều mẫu mặc nhiều kiểu lắm. Mọi người về mọi người tự thiết kế kiểu mặc nhá. Mọi người về mọi người tự thấy mọi người hợp với phong cách nào thì mọi người mặc phong cách đấy nhé. Còn em thì thật ra là em thích phong cách thứ nhất là Barbie hơn này. Thứ hai là năng động hơn. Đấy. Chứ cũng không thích tomboy nhưng mà thích kiểu Barbie với cả năng động ấy. Chứ còn sexy như thế này thì ít khi mặc hơn. Cũng có nhưng mà sẽ ít. Cũng có nhưng mà ít. Đó. Các chị nhá, trên mẫu thì em thấy mẫu thì ảnh mẫu thì có mẫu mặc như này, có mẫu thì mặc như thế này. Đấy, có mẫu thì mặc như thế này, ảnh mẫu thì em đủ cả. Đấy, nhưng mà em thì em cứ mặc bình thường thôi. Các chị nhá, lưu ý cho em về mình thích mặc phong cách nào thì mình mặc theo phong cách như thế được chưa? Q1 của em dạ đến 65 cân ạ. Em chốt cho chị Tố Uyên Uyên của Q1 ok chị ạ. Q1 của em có size nhá mọi người. Lưu ý là hàng có size, không phải hàng free size đâu. Màu tím than em đang mặc là đủ size từ 40 cân ạ. Đủ size từ 40 cân cho đến 65 cân, còn màu hồng ấy thì nó chỉ còn size từ 48 cân trở lên thôi. 48 cân cho các chị đến 65 cân thôi, size dưới 48 cân các chị mặc bị rộng nhá. Q5 dạ em chốt cho chị Duyên Trương ok chị này. Chị nào lên đơn cho em mã này luôn đúng rồi, được kiểm tra hàng chứ chị. Q5 em ok, Q5 cho chị Giang Dương Mi em chốt đơn ạ. Q1 thì là 49.000 đồng còn Q5 là 149.000. Chà Q1 là đây. Các chị thấy cái mặc cái kiểu như thế này có đẹp không? Các chị thấy mặc cái kiểu như này có đẹp không? Em cũng tự tin một chút là bởi vì trên này của em toàn các chị con gái. Đây ạ, mình lên cho em mã này luôn là Q5 cho em, Q1 cho em ạ, mẫu này đẹp mà. Đấy, em thấy thì ở trên ảnh mẫu thì người ta mặc một vài kiểu như vậy. Còn đâu thì em cứ mặc thế này cho các chị nhìn thôi nhá. Các chị về các chị tự thích mẫu nào thì các chị mặc như thế. Q5 em chốt chị Cúc Lê ok, chị Trần Viên em chốt đơn ạ. Q1 em chốt đơn chị Duyên Trương ok chị này. Chị Duyên Trương ơi, cái màu hồng này này chị, màu hồng này đẹp mà, màu hồng này đẹp lắm ấy. Em rất đúng là thích cái màu hồng này, đúng màu em thích luôn. Mỗi tội size to em chẳng mặc được. Mỗi tội mẫu này size to em không mặc được. Đẹp lắm. Chị nào lấy cái này lên đơn cho em luôn là Q1 cùng số điện thoại cho em.
Q1 cùng số điện thoại cho em. Chị nào mà khuyết điểm vai to thì mặc che vai ra cho em nhá. Mặc che vai ra cho em. Em giống kiểu em này, vai cũng to này. Em kiểu bốc hàng nhiều, vai em cũng to ụ này các chị này. Vai em to như kiểu là đi tập vai ấy. Đi tập tay á, chân và em mặc hết hàng rồi ạ. Q1 dạ có lót ngực, đúng rồi chị có lót ngực nhá. Chị còi ba bim chốt đơn Q1 ạ, chị miu miu chốt đơn của Q1 ạ. Q1 này đẹp mà, các chị mùa hè các chị mặc không thôi, mùa hè các chị mặc không thôi nhá. Q1 cùng số điện thoại cho em. Q1 cùng số điện thoại chứ còn bây giờ mà mặc như thế này thì chỉ các chị chỉ đi không thôi, đi chơi thôi hoặc chụp ảnh thôi. Em nói thật đấy, còn em bán hàng em cứ giơ tay liên tục như này khó lắm. Nha mọi người nhá, mọi người lưu ý cho em với ạ. Q1 cùng số điện thoại cho em ạ. Q1 chị còi ba bim chốt rồi ạ. Có áo của các bà không Trang? Áo của các bà em còn cái mẫu siêu nhẹ chị. Áo của các bà em còn cái mẫu siêu nhẹ chị. Áo đằng sau đi em à. Rồi ok chị. Anh Long với cả nhà lên mua à? Anh chị bấm. Điên à, cái đấy phải xuống nhà nhờ người ta chứ, nhờ người ta chứ chắc người ta đã nhận lời. Tự nhiên bảo luôn ông đúng rồi. Kiểu gì đây. Ôi trời ơi. Rồi qua nha mọi người ơi. À, lên áo khoác đằng sau á chị. À rồi ok, áo khoác đằng sau luôn 220.000 đồng tiếp tục cho em này. 220.000 đồng tiếp tục cho các chị. Chốt nhanh cho em thì có hàng. Mẫu này của em là có ít ít thôi ạ. Mẫu này hàng gọi là vợt mãi, tranh mãi luôn ạ. Toàn bộ hàng Quảng Châu xịn sò luôn ạ. 220.000 mã hàng Q6 cho em ạ. Em có màu lâu của Q6 này, màu sữa của Q6 này. Chị yêu là lấy Q6, comment của em luôn là Q6 cùng số điện thoại cho em ạ. Màu lâu, màu sữa cho em ạ. Màu này của em là màu vàng này. Màu này của em là màu vàng và màu hồng, có 4 màu nhá. Chốt cho em mã hàng Q6 cùng số điện thoại cho em. Q6 cùng số điện thoại cho em với ạ. Q6 ạ, cùng số điện thoại cho em ạ. 220.000 đồng. 220.000 đồng của Q6 toàn hàng xịn thôi. Mã Q6 cùng số điện thoại cho em 220.000. 220.000 đồng của Q6 em có màu sữa, màu vàng cho em này. Em Trang có gì ạ? Có màu lâu ạ và em Trang có màu hồng của Q6. Chị nào lấy mã này lên đơn hộ em luôn là Q6 cùng số điện thoại cho em nhá. Q6 màu sữa ạ, Q6 cho em màu lâu ạ và Q6 cho em màu vàng ạ. Chốt hộ em mã hàng Q6 và kèm số điện thoại cho em 220.000 đồng. 220 Q6 cùng số điện thoại 220. Chị nào lấy Q6 lên mã cho em luôn là Q6 và kèm số điện thoại cho em. 220.000 đồng của Q6. Đồ bé trai 16 cân đây ạ. Q6 kèm số điện thoại cho em 220. 220.000 đồng của Q6 nhá. Đây đồ bé trai 16 cân đây, em đang còn ít ít của cái nhá. Ui trời ơi mọi người ơi. Em có về cái lô áo này này. Về cái lô áo này này có tình yêu nào mình muốn lấy không? Còn áo phao không em ạ? Dạ em còn ạ. Q6 em chốt đơn cho chị nào đây ạ? Q6 và kèm số điện thoại cho em ạ. Ở trên này nó đang không nhảy comment ạ. Q6 màu lâu chị Thảo Nguyên ok ạ. Lên xếp bò, xếp bò em lên rồi chị. Xếp bò em nay là Q3 đấy chị. Ui, các chị có muốn em nay mã này không? Cái mã này em định nhập về là em định để ra riêng em mới bán. Nhưng mà hôm nay kho gửi có một tí thôi mà. Tôi gửi tầm 400 cái hay sao ấy. Đây. Các chị nhìn cho em ạ. Ui, đây, em đúng phong cách của em đây này các chị. Mặc những cái này vào là đúng phong cách của mình luôn. Ba ly xinh. Chốt mã hàng Q7 cho em với. Chị nào chốt em rút ra tặng các chị nhá. Chị nhận hàng rồi đẹp lắm em ơi ạ. Em cảm ơn chị Oanh Vũ ạ. Tất tật mã này của em ạ. Chất của nó là chất cốt tông tàu 100/1000 luôn. 100/1000 là hàng cơ tàu luôn, đẹp lắm. Mã này các bác lên đơn cho em mã này luôn là Q7 cùng số điện thoại cho em ạ. Mã đẹp cho bé hay cho mẹ? Mã đẹp là mã nào ạ? Chốt cho em mã hàng Q7 cùng số điện thoại cho em với ạ. Em bán các chị này 55.000 đồng một áo. Các chị chọn màu tẹt tèn ten, không chọn kiểu nhá. Tức là không chọn cái hình này. Toàn bộ chất của nó là chất cốt tông khô, đẹp dã man luôn. Chất cốt tông tàu. Q7 cùng số điện thoại cho em ạ. Em sẽ bán cho các chị 4 màu thôi. Bán 4 màu chủ đạo, màu rêu, màu đen, màu hồng và màu xanh. Xanh ngọc. Được không? Mọi người có muốn like cái mã này không? Em ơi, tại vì hôm nay cái mã này của em ấy, cái mã này của em về ấy, về là em không kịp cất đi. Thật sự luôn, về là em không kịp cất của mã này. Lên là em mới lên thôi, các chị nha, lên đơn Q7 cho em. Em chốt đến 60 cân đổ về, Q7 màu rêu cho em ạ. Q7 màu này của em là màu hồng ạ, đẹp nhỉ. Q7 cho em với ạ, kèm số điện thoại cho em. Q7 kèm số điện thoại cho em màu hồng này, màu xanh ngọc cho em này. Màu xanh ngọc cho em ạ, Q7 cùng số điện thoại cho em. 55.000 đồng một cái. 55.000 đồng một cái của Q7. Và ngày ra riêng bán thì tầm 5965 nhá, nó bằng giá mọi năm. Là cho Q7 cùng số điện thoại cho em màu đen này. Úi trời ơi, xinh chưa? Q7 và kèm số điện thoại cho em với nhá. Lên áo di lê cho bé trai, di lê 40 cân em không có. Q7 màu cam đấy này.
lên em luôn là Q7 cùng số điện thoại cho em ạ. Áo khoác là xong lên rồi. Đây chị nào thích thì em chỉ like một like thôi. Không thì ngày mai em cất đi ạ. Ngày mai em cất đi ạ. Đến ra riêng em bán ạ. Được chưa? Chị Q7, chị Nguyễn Kha em chốt đơn ạ. Chị Vi Thị Tâm em chốt đơn của Q7 ạ. Chốt em mã hàng Q7 cùng số điện thoại cho em. Q7 cùng số điện thoại cho em với ạ. 55.000 đồng. Chất này bye nhá. Chất này bài nhá, chất này xù em nhận về cho. Được chưa? Chị Anh Nguyên em chốt đơn của Q7 ạ. Nay em nhận được Pasca rồi, hoa cúc còn không gửi á chị. Pasca hoa cúc còn gửi. Pasca hoa cúc bị rách à? Cứ rách gửi về cho em thôi. Rách gửi về em trả lại tiền cho. Lên cho em mã hàng Q7 cùng số điện thoại cho em. Q7 cùng số điện thoại cho em với ạ. Pasca bây giờ nó có mẫu khác ạ, nó không còn mẫu hoa cúc đâu chị. Q7 em đọc lại màu nhá, màu cam, màu hồng cho em này, màu đen cho em này. Chạm màu cam, màu hồng, màu đen cho em này. Q7 cho em với ạ. Chị Xuân Đỗ em chốt đơn ạ. Màu rêu cho em và màu xanh ngọc của Q7 ạ. Màu hồng tạ dạ ok. Chị Anh Nguyễn em chốt đơn ạ. Chị Dậu em chốt đơn của Q7 ạ. Em chốt đơn cho chị Dinh Đỗ của Q7. Hàng đẹp như này 55.000 đồng. 55.000 đồng, chất toàn bộ chất đẹp thôi. Không bán cái hàng dặn dặn tay hay là mặc xù xù lông lên đâu. Đấy chưa? Chị yêu nào lấy Q7 con mừng nó em luôn là Q7 cùng số điện thoại cho em. Q7 cùng số điện thoại cho em ạ. 100 à đâu giá cho các chị yêu là 55.000 đồng một cái. 55.000 đồng một cái của Q7 nhá. Chốt của em luôn là Q7 cùng số điện thoại cho em với 55.000 đồng. Để cho chị nào lấy Q7 lên mã cho em luôn là Q7 kèm số điện thoại cho em. Đây em còn một ít của cái quần này em thanh lý lốt ạ. Chị Ngọc Đỗ em chốt đơn 3 cái ok chị ạ. Quần bò ống rộng cho bé em không có ạ. Q7 chị Vinh Nguyễn Thị em chốt đơn ạ. Chị Nhật Nguyễn em chốt đơn ạ. Lên đâu em luôn là Q7 cùng số điện thoại cho em. 55.000 đồng của Q7. Q7 em chốt chị Vi Vi Ngô. Ui trời ơi, cái áo này. Ôi quần chip vẫn còn á. Ui chip. Chip kháng khuẩn kèm số điện thoại cho em. Ôi trời ơi, thế mới biết là mình nhập cái lô này số lượng nó dã man nhiều. Chị Q7 là cái áo này này, áo chất cốt tông tàu này. Q6 không, Q6 rồi mà. Q6 là cái gì đấy? À Q6 là cái mã này này anh. 220.000. Lên hộ em luôn là quần chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em với 65.000 đồng. Các chị có 5 chiếc quần chip kháng khuẩn đẹp như này cho em. 65.000 đồng 5 cái quần chip kháng khuẩn Q7 chị Nguyễn Mai ạ. Em chúc đâu là chị dậu ok chị yêu. Không thể nói được lại với con hôm nay luôn ấy. Chốt của em luôn ạ. Chị Thanh Hiền ơi, cái mã này hết rồi ạ. Q7 chị Nguyễn Anh Thu ok em chúc đâu này. Chốt của em mã này luôn là chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em. 65 cân đổ về em bao các chị mặc vừa. Đẹp xịn sò luôn ạ. Áo khoác hồng đằng sau dạ 35 cân dạ vừa chị ơi. Cái mã. À không, 35 cân là mã này. 35 cân là mã này. 35 cân của em là mã này chị ơi. Con ơi con lô ít thôi để mẹ bán hàng với con. Chốt em mã này luôn là chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em. Chip kháng khuẩn cho em với ạ. Đẹp dã man luôn. Còn bao nhiêu cái là không bao giờ về thêm nữa. Sang năm mới về tiếp nha các chị nha. Rồi chị Nguyễn Anh Thu ok. Chị Huỳnh Hướng lên mã Q7 cho em với ạ. Áo em mặc áo em mặc là 49.000 đồng mã Q1 cho em ạ. Khoác hồng treo tường có 35 ạ. Chip kháng khuẩn em chốt cho chị ạ. Chị Vườn Phong lá đỏ em chốt đơn ạ. Chị Xoa Phạm em chốt đơn ạ. Con một nó em luôn. Áo ngực em còn ạ. Q3 em chốt chị Hà Phương ạ. Q5 dạ không có sai đâu chị ơi. Q5 không nhớ. Q5 là cái gì đấy? Chốt. Áo phao lót lông bé gái 25 cân còn cái mã đầu chuột anh ơi. Chốt cho em mã này luôn, mã hàng gì nhỉ? Chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em nhá. Em cứ lấy cho các chị 5 cái 5 màu. 65.000 đồng 5 cái. 65.000 đồng 5 cái cho em. 58 cân đổ về. Lên đơn cho em mã này luôn ạ. Mã hàng này comment hộ em luôn là gì nhỉ? Chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em. Áo khoác hồng này sau 23 cân không mặc được đâu. Đợi em một tí em lên mã 23 cân cho. Chốt cho em mã này luôn là quần chip kháng khuẩn đi đã. Ui chất của nó này các chị nhìn, chất của nó siêu đỉnh luôn. Chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em. Áo pasca bé gái em còn ạ. Chị yêu nào lấy chip kháng khuẩn lên em luôn là chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em. Chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em ạ. Q7 đến bao nhiêu cân à? Q7 của em á. Q7 là cái gì nhỉ? Q7 đến 58-60 cân tùy chiều cao ạ. Chị yêu nào lấy cái mã lên đơn của em luôn là chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Tuyết vui fan em chút đơn của chip kháng khuẩn nhá. Lên mã của em luôn là chip kháng khuẩn cộng số điện thoại. Nói chung là mình cứ mua thủ cho em 1 đến 2 cái áo. Áo phông. Ví dụ như là Tết mà nó nóng thì mình mặc áo phông. Nhưng mà trường hợp Tết nóng thì chắc là ít thôi. Lên cho luôn là kỳ Q7 cùng số điện thoại. Đây cái áo chip này. Nhưng áo chip này liệu trả đơn đủ chưa? Cho em chip kháng khuẩn 65.000 5 cái cho em cái kéo nào. Q7 em chốt chị Huỳnh Hướng. Q7 của em chốt cho các chị là 55.000 đồng nhá. Q7 kèm số điện thoại cho em ạ. Chip đùi, chip điếc, chip nam, hát các thứ hết hàng rồi ạ. Cho em xem lại Q2 à. Q2 là mã Pasca phải không anh? Q2 của em sang đây cả nhà ơi. Chốt mã này cho em sang là Q2 ạ. 220.000 em chốt lốt hôm nay thôi nhá. 220.000 đồng. Chốt cho em mã hàng này luôn ạ. Áo đằng sau bao nhiêu tiền em ạ? Áo đằng sau của em là mã nào đây chị? Di người lớn em hết hàng rồi ạ. Chị yêu nào lấy cái mã này lên đơn cho em luôn là Q2. Q2 cùng số điện thoại cho em. Hôm nay con em rùa to quá. Em đang vắt hết cả cổ ở đây chị.
Lên cho em mã hàng này luôn ạ, mã hàng Q2 cùng số điện thoại cho em với ạ. Đẹp dã man luôn. Size cho các chị gái từ size 45 cân đến size 60 cân. À 65 cân có size vừa nhé. Các chị lưu ý cho em là có size. Mọi người comment cho em mã này luôn là Q2. Em đang có đủ bạn đủ 5 màu luôn. Màu em đang mặc trên người gọi là màu lâu, lâu nhạt đấy các chị. Màu này của em là màu đen ạ. Màu đen cho em với ạ. Màu này của em là màu hồng cho em với ạ. Màu hồng cho em với ạ. Hồng này, màu hồng Barbie rất đẹp luôn. Màu này của em là màu xanh xanh ạ, màu xanh cho em với ạ. Màu này của em sang màu xanh, 220.000 đồng. Em đã bảo rồi, ra chợ các chị không có cái mã này đâu. Xét đằng sau là 100 nữa. Em nhận được hàng rồi, món nào cũng đẹp, ưng ý lắm. Em cảm ơn chị Kem Dâu ạ. Chiếc kháng cổ em chúc chị Trần Huyền có đơn ạ. Paka có mẫu khác không? Không có ạ. Chị Lâm Linh ạ, chị Long Thủy Nguyễn Long em chúc đơn ạ. Chị Tố Uyên Uyên em chúc đơn ạ. Chị Lệ Quyên em chúc đơn một chiếc kháng cổ ok chị ạ. Chị Trần Biên em chúc đơn ạ. Lên mã cho em luôn là mã Q2 ạ. Màu sữa nữa này cả nhà ơi. Màu sữa nữa này mọi người ơi, đẹp lắm. Mọi người chốt hộ em mã hàng Q2 cùng số điện thoại cho em nhé. Q2 cùng số điện thoại cho em với ạ. Q2 cùng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá chốt trên like cho mọi người là còn 220.000 đồng. 220.000 đồng của Q2. Cả nhà ngắm Q2 này. Chốt mã Q2 cùng số điện thoại cho em. Q2 cùng số điện thoại cho em. Giày đằng sau có bao nhiêu đôi kia? Cái giày fashion này xả lốt 99.000 đồng đi nào. 3 đôi à? Đọc size nhá. Xem size của em để em đọc size, em lên size. Cái này các chị lên đâu cho em luôn. Áo chip này. Ôi dồi ôi, áo chip cho em ạ. Comment áo chip đẹp cộng số điện thoại. Áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em. Được chưa? Áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em với ạ. Q2 em chốt chị Nguyên Lê ok chị ạ. Quần nhung bé gái còn không? Dạ chưa, chiều nay xả hết rồi chị. Các chị ơi lên cho em mã hàng này luôn, áo chip đẹp cho em với ạ. Ôi dồi ôi này, bản này của em toàn bộ là áo chip bản to, hàng cao cấp này các chị nhìn cho em ạ. Tất cả hàng này nó đều là không gặm nhá. Em chốt đơn chị Ngọc Trang có ạ, chị Thảo Nguyễn em chốt đơn ạ, chị Phương Kha em chốt đơn ạ. Q2 cộng số điện thoại cho em 220.000 đồng. 220.000 đồng của Q2, 220 của Q2 nha mọi người, 220.000 đồng của Q2. Bây giờ các chị lên đơn cho mã này luôn là chip áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em. Áo chip đẹp em đang full size này, từ 34, 36, 38, 34, 36, 38 chốt em luôn là áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em. Không đẹp không lấy tiền, gọi là áo chip đẹp rồi các chị yên tâm. Áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em 52.000 đồng một cái, 52.000 đồng một cái áo chip đẹp. Sao nội chị đặt cho đơn của Q2 lại báo hết hàng, em hôm nay về thêm đúng 80 cái. Chị Nguyễn Trâm ơi, em bảo mọi người rồi mà, em bảo ngay từ lúc em bán Q2. Hôm trước em đã báo rất nhiều chị em mình hết hàng nhá. Hôm nay các chị chốt lại của em về đúng 80 cái nữa hết hàng. Tức là hàng như này này, hàng này là... Hàng này nhà em là đi thu ở chợ về đây các chị. Ở quầy, ở các chợ đầu mối đấy ạ, chợ Linh Hiệp, chợ Đồng Xuân đấy ạ. Bây giờ quầy nghỉ bán em thu về nhá, quầy nghỉ bán thu về, chứ còn hàng này bình thường giao ấy, mọi người giao cho chợ đã là 250, 260 rồi nhá, mà ở chợ giao ra toàn 28, 30 thôi đấy. Nên là các chị thấy nhiều nhà, rất nhiều nhà like của mã này 399.000 đồng. Nói chung là mỗi hôm thu được 1-2 nhà hết hàng rồi, mã này là thu hết rồi, được 80 cái nữa. Các chị lên đơn là Q2 kèm số điện thoại cho em ạ. Giày bền hoặc giày cao gót ạ, áo chip đẹp cho em rồi ạ. Chị Tiên Thúy em chúc đơn ạ. Áo hồng cổ lông bao nhiêu ạ? 220.000 ạ. Nên em luôn là áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ quai của nó này. Chị nào nhá có khuyết điểm là phần lưng của các chị, phần lưng của các chị bị béo lưng, các chị mặc những cái áo chip hai quai nhá, nó cứ bị lằn thịt thế này đó, béo nhiều ấy, các chị bị lằn thịt nhiều ấy, thì là các chị dùng những cái quai bản to như này cho em rất đẹp luôn. Chốt em mã hàng này luôn, comment áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em lên áo chip đẹp em không nhớ mã nhá. Q2 giờ em chốt chị Nguyễn Mai ok, Q2 chị Hương Điểu ok chị. Áo chip chị nhận rồi, đẹp lắm ạ. Ôi trời ơi đây. Thank you feedback của tình yêu. Ôi giờ cho em xin mỗi chị lúc chia sẻ livestream với nào. Toàn bộ áo chip bản to hàng cao cấp ạ. Toàn bộ áo chip bản to hàng cao cấp cho em ạ, mức giá cho các chị là 52.000 đồng. 52.000 đồng áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em. Em đang có áo chip đẹp của màu da, màu đen và màu đỏ nhá. Chip đẹp em đang có đủ màu, màu da, màu đen, màu đỏ cho em với. Chị yêu nào lấy áo chip đẹp comment hộ em luôn áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em. Con này quá đẹp luôn ạ. À, 60 cân đổ về chị ơi. Áo chip đẹp cộng số, áo chip này mỏng mỏng thôi, không độn dày nha các chị nha, vừa vừa. Cái này là vừa vừa thôi, không độn dày đâu các chị ơi, mặc siêu đẹp luôn. Ok chưa, nhất là mùa hè các chị mặc áo dây nữa thì quá xinh. Chốt em luôn áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. Q2 chị Nguyễn Thu Minh em chốt đơn ạ, áo chip đẹp cho em với ạ. Chị Oanh Nương em chốt đơn áo chip đẹp này. Chị Tiên Thúy hai cái ok ạ. Q2 kèm số điện thoại cho em. Áo chip đẹp mọi người lấy một cái, hai cái thì comment luôn nhá. Em có 3 màu luôn ạ. Em đang có của 3 màu luôn ạ, màu da, màu đen, màu đỏ cho em ạ. Da đen đỏ của áo chip đẹp ạ, đủ size. 34, 36, 38.
343638 cho các chị gái luôn. Lên đơn hộ em luôn, áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em với ạ. Áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em với ạ. Cái phần mềm hôm nay nó bị thế đéo nào nhỉ? Áo chip đẹp cho chị Nguyễn Hiền em chốt đơn ạ, chị Tuyết Vui Phan em chốt đơn ạ. Áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. Ok chị Mít ướt cái gì kia? Con mừng hộ em luôn, áo chip đẹp ạ, có 343638 nhá. 343638 ạ, quần tất em mặc còn hàng không? Anh xem còn cái quần tất 6S nào không? Hình như không còn mẫu nào rồi, hôm nay chị Thu Thủy Lê. Ngày mai ngày kia em về nhá. Hôm trước em hỏi ở dưới thì ở dưới kho lại còn nguyên cái mã hàng 6S 3D nhưng mà nó lại hàng mỏng hơn nên là em lại không lấy. Còn con ạ, những cái hàng này em bao các chị mặc 2-3 năm luôn, trừ khi các chị làm mất. Thật sự luôn, để mà nói nó xù, nó không xù lông đâu. Mặc siêu thích luôn à. Mặc cái quần tất 3D này nhìn, chị nào mà chân to ấy, chân quả lê ấy, chị nào chân to mặc siêu đẹp luôn. Nó thon chân của các chị đi rất nhiều, thon chân dài chân có chị nhá. Ok chị Thảo Tú em chốt đơn ạ, chị Linh Phạm em chốt đơn ạ. Dạ, mà set đằng sau của em là 105.000 đồng ạ. Set đằng sau của em sao là 105.000 đồng một set ạ. Mình lên của em luôn là áo chip đẹp và cộng số điện thoại cho em ạ. Độn vừa thôi chị Vũ Thị Minh. Mã này nếu như tình yêu nào mà mình thích độn dày nhá, đây em dơ cho các chị xem này. Toàn bộ hàng không gặp, rất đẹp luôn. Chị nào thích mặc dày là không chốt, chị nào thích độn nhiều là không chốt, được chưa? Chị nào thích độn nhiều là không chốt. Áo chip này đẹp lắm ạ, áo chip đẹp là em chốt chị Vũ Thị Tâm ạ, chị Xinh Xinh em chốt đơn ạ. Áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. Mực ngực to, càng ngực to các chị phải càng mặc cái bản to này nó mới đẹp, đúng không? Em dơ cho các chị nhìn này, hàng cao cấp mà em đã bảo rồi. Áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em, áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. 52.000 đồng một cái, 52.000 đồng một cái áo chip đẹp. Chị nào lấy thì comment hộ em luôn. Chị yêu nào lấy áo chip đẹp và lên đơn của em luôn là áo chip đẹp và cộng số điện thoại cho em. À, set bé chị Sương Hiếu, à, cái set đằng sau là Q4 nhỉ? Bỏ cái mã này ra cho em nào, Q4 cộng số điện thoại cho em. Cái áo đằng sau là Q4 ạ. Thích mỏng không gọng thì chuẩn của nó luôn chị. Vừa chị Vũ Thị Vinh thế thì lấy hai cái đi. Không gọng này, bản to này, dồi ôi. Hội tụ hết các cái đẹp ở đây rồi. Đó, mọi người lên hộ em luôn là áo chip đẹp và cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Trương Hoa em chút đơn ạ, chị Thanh Huyền em chút đơn ạ. Lên giày đi. Cái giày này còn 3 đôi size bao nhiêu nhỉ? 35, 37. Đôi giày này em còn 3 đôi, em tặng lốt các chị 99.000 đồng mã hàng Q8 đúng không? Áo chip đẹp chị Phạm Thị Trái em chút đơn ạ. Áo chip đẹp và kèm số điện thoại cho em là em có phao bạc 30 cân chị, phát ca 30 cân em có hàng. Mọi người lên cho em mã hàng này luôn ạ. Áo chip đẹp dạ em chốt cho chị Ngọc Trang, ok chị. Dồn đơn buổi chiều. Em còn có 3 đôi thôi. 35 35 36 37 á? 35 bao nhiêu mà ba mấy nhỉ? Đang ạ. 35 3 2 đôi 35, 1 đôi size 37, 99.000 đồng mã hàng Q8 đúng không? Hàng siêu nhẹ Q8 cộng số điện thoại cho em. 2 đôi 35 và 1 đôi size 37. Q8 và cộng số điện thoại cho em. 99.000 đồng cho em với Q8 cộng số điện thoại cho em, không có nhiều. Em chốt cho chị Thế Mạnh ok ạ, à. Chị Nguyễn Hồng Lê em chốt đơn ạ, à. Chị Long Dung em chốt đơn của áo chip đẹp ạ, à. Chị Vũ Thị Vinh hai chiếc ok chị ạ. À. Q8 lại chị Vinh Nguyễn Thị em chốt đơn ạ, à. Chị Minh Hiên, comment là Q8 cho em với ạ. À. Q8 cho em với ạ, à. 99.000 đồng của Q8 nhá. Áo chip đẹp em chốt chị Hương Phạm ok chị này. Chị nào lấy cái mã này lên đơn cho em luôn là Q8 cộng số điện thoại cho em. Chị Vũ Nam Trang ơi, bốt bé em hết hàng rồi. Bàn chải đánh răng đi kèm vào đơn hàng cho các bác nhé. Lên hộ em luôn là bàn chải đánh răng kèm số điện thoại cho em ạ. 38.000 đồng 10 cây bàn chải đánh răng. Giày 99.000 đồng. 38.000 đồng 10 cây ạ. 10 cây bàn chải đánh răng. Chốt hộ em mã hàng bàn chải đánh răng cùng số điện thoại cho em ạ. Bàn chải đánh răng cùng số điện thoại cho em với ạ. Chị Minh Hiên ok ạ. Chị Hằng Nguyễn ok chị này. Mã cho em là gì ạ? Mã cho em là bàn chải đánh răng cộng số điện thoại cho em ạ. 38.000 đồng chị em mình có 10 cây. 38.000 đồng chị em mình có 10 cây bàn chải đánh răng. Chốt mã bàn chải đánh răng cộng số điện thoại cho em. Bàn chải đánh răng cộng số điện thoại cho em 38.000 đồng 10 cây. 38.000 đồng 10 cây bàn chải đánh răng nhá. Bàn chải đánh răng cộng số điện thoại cho em. Túi heo này còn sót mấy cái, bàn chải đánh răng cho em ạ. Rồi ok chị Vườn Rong Lá Đỏ, chị Tuyết Vui Phan em chốt đơn ạ. Quần bé trai ok chị. Lên cho em mã hàng này luôn là Q9 cho em với ạ. Túi toàn bộ túi heo hết ba xả luôn các chị, 69.000 đồng còn 5 cái không về thêm. À, bàn chải đánh răng chị Long Dung em chốt đơn ạ. Chị Nguyên Lê ok chị. Q8 cộng số điện thoại cho em ạ. Mình có Q8 không? Đã có chị ơi, bàn chải đánh răng cho chị Trương Hoa có ạ. Chị Ngô Hạnh không? Chị Ngô Hạnh không chốt Q8 đấy nhá. Bàn chải đánh răng cho chị Vũ Thị Vinh ok chị này. Lên cho em mã này luôn là Q9 cho em màu hồng và màu gì ạ? Màu hồng và màu tím cho em ạ. Đây là túi cho các bé nhá, túi heo vét bao của các bé. Mức giá chốt tại live các chị là 69.000 đồng còn 5 cái thôi mã này phải không? Nặng 3 cái à? 3 cái nữa là hết hàng, mã này không về nữa. Túi tiếc rồi, túi ngọc, túi nhất là túi lông, túi nhất là hết sạch rồi. Bây giờ còn 3 cái túi này lốt cho các chị 69.000 đồng. Mã lên đơn cho em luôn là Q9 cộng số điện thoại cho em.
Q9 cộng số điện thoại cho em ạ. Bàn trả đánh răng chị dậu ok ạ. Chị Phương Kha em chốt đơn ạ. Lên cho em mã hàng Q9 cộng số điện thoại. Vừa nãy đã cầm vào cái quần dạ xong lại lém xuống đâu ấy nhỉ? Hả? Thế đi. Heo V3 đốt 69.000 đồng. Lên cho em mã hàng Q10. Q3 bao nhiêu? Kể Q3 của em là 100. Q3 là cái gì nhỉ? Q3 là áo bố à? À, phát trung tuổi của em là 149.000 ạ. 149.000 chị ơi. Rồi bây giờ các chị lên đơn cho em ạ. Q9 cho chị Nguyên Lê ok chị ạ. À. Bàn trả đánh răng cho chị Trúc Thanh em chốt đơn ạ. Mã này các chị lên đơn cho mã hàng luôn là Q mấy đây? Q9 ạ. Tất tần tật quần này của em nó là quần dạ nhá, quần dạ cho bé trai. Size đến 20 cân 6 tuổi đổ về cho em ạ. Size từ 12 cân đến 20 cân à 10 cân nhỉ? 10 cân đến size 20 cân 6 tuổi đổ về cho em mã này. Chốt em Q10. Em canh lý cho các chị yêu 69.000 đồng. 69.000 đồng của Q10 toàn bộ chất quần dạ. Chị nào lấy Q10 lên hộ em luôn là Q10 cùng số điện thoại cho em ạ. Q9 em chốt cho chị Trúc Thanh ok màu hồng ạ. Lên cho em ạ, chị Xinh Xinh em chốt đơn của Q9 ạ. Lên cho em mã này rồi ok chị Trần Hoa. Ơ Q10 bây giờ nó còn mỗi 2 mẫu này thôi à. Bàn trả đánh răng chị Thông Phương em chốt đơn ạ. Mã này lên cho em luôn là Q10 cùng số điện thoại cho em với ạ. Q10 cùng số điện thoại cho em ạ. Q10 cùng số điện thoại cho em với ạ. Size từ 10 cân đến size 22 cân ạ. Em chốt đơn cho các chị yêu mình với mức giá là còn bao nhiêu tiền nhỉ? 69.000 đồng của Q10. Chốt em luôn là Q10 cùng số điện thoại nhá. 10 cân đến 22 cân. Lên mã hộ em luôn là Q10 cùng số điện thoại cho em với. Cho em cái phao của bé trai này. Đây. Trời ơi hôm nay nhá, em mặc cái áo này đến nhà ai cũng khen đẹp. Hàng nam mà trời ơi nó đẹp. Mình chưa nhận được hàng lên mã cho em luôn ạ. Chị Hợp Bắc em chốt đơn ạ. Tất tần tật mã này của em bên trong nó đều lót lỉ này. Lỉ nó là dòng lì như thế này nhé. Siêu đẹp luôn. Áo này của em Trang sẽ chốt được từ 20 cân cho các bé đến 45, 46 cân đổ về. 45, 46 cân đổ về chốt cho em mã này luôn là Q10 đúng không? À đâu Q11. Giày 99.000 hết hàng rồi chị. Q11 cộng số điện thoại cho em với ạ. Q10 không phải là quần dạ à? Rồi lên cho em mã này luôn là Q10 cho em với ạ. Các chị nhìn cho em này. Toàn bộ hàng này của em chất bên ngoài của nó là chất gió thô cao cấp nhé. Không phải gió sọt sọt ni lông đâu. Bên ngoài của em nó là chất gió thô hàng cao cấp luôn. Bên trong nót lỉ 100% và full size từ 20 cân đến size 45, 46 cân đổ về. Chốt mã này cho em luôn ạ. Đằng sau của bé hay của mẹ. Mẫu này là của mẹ, mẫu này là của bé chị nhá. Mẫu bên này là của mẹ. Q10 cho chị Thế Mạnh em chốt đơn ạ. Mã này lên đơn là Q10. Ơ không phải Q9 cái túi heo vép 3 này à? Mình đã bảo rồi. Q9 em đây là túi heo vép 3, còn Q10 là cái quần dạ đấy. Không, Q9. Ôi trời ơi. Mã này mọi người comment hộ em luôn là mã Q11 cộng số điện thoại cho em. Q11 em đọc Q10 rồi đúng không? Em đọc cái quần dạ là Q10 đúng không cả nhà? Đây là cả nhà vẫn đang lên Q10 17 cân đây này. Chốt được em mã này luôn là Q11 cho em với ạ. Q11 cho em với ạ. Không đẹp trả về. Riêng con này 108.000 đồng. Q11 kèm số điện thoại cho em. Mã này nhá. Mã này nếu như nhập vào cách đây 1 tháng thôi các chị. Nhập vào cách đây 1 tháng em chăm nhập người ta mời nhá. Đã là 180.000 giá nhập vào đấy ạ. Mà bây giờ em sale được. Em ôm và sale được cho các chị mã này với mức giá là 108.000 đồng. Được chưa ạ? Chốt cho em luôn ạ. Q10 em chốt chị Nguyễn Thị Hồng ok ạ. Phao dài dạ em còn chị nhá. Chị Vân Phao em còn ạ. Chốt em cái phao dài của mã này đúng không? Mã này của mã phao dài này phải không chị? Chốt được em mã này luôn là Q2 ạ. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn cho luôn là Q11 cộng size cộng số lượng cho em. 108.000 đồng. Lẻ 108 luôn ạ. Trời ơi các chị ơi, nó gọi là siêu đẹp. 108.000 đồng em chốt đơn Q11 ạ. Chị Chi Mai ok chị ạ. Q11 cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Phong Vi Linh Anh em chốt đơn của Q11 ok chị ạ. Q11 cộng số điện thoại cho em ạ. 108. 108.000 đồng của một cái Q11. Ơ, anh hôm nay của chị Hoa Nguyễn có đơn này anh ơi. Q10 em chốt đơn cho chị Hạnh Nguyên ok chị ạ. Lên hộ em mã hàng nó luôn là Q11 cộng số điện thoại cho em. Q11 cộng số điện thoại cho em 108.000 đồng. Nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi đoán cho em. Nha, hàng xịn. Lấy hai cái comment hai cái ạ, giày 99 ạ. Giày 99 sợ không còn hàng đâu chị ơi. Q11 cộng số điện thoại cho em 108.000 đồng. 108.000 đồng ạ. Em chốt đơn chị Nguyên Lê ok chị ạ. Chốt được em luôn là Q11 cho em ạ. Chị Hạnh Nguyên em chốt đơn của Q10. Chốt được em mã này luôn là Q11 cộng số điện thoại 108. Hàng nó đẹp dã man luôn. Rồi ok, lên mã là kiểm tra đơn hàng ngày mai em chốt đơn cho ạ. Và em chốt đơn cho chị Hợp Bắc của Q11 ok chị. Lên của em mã hàng Q11 cộng số điện thoại 108.000 đồng một cái.
108.000 đồng một cái của Q11 nhá. Em chốt đơn cho chị Huỳnh Hướng, ok chị này. Q11 cộng số điện thoại cho em. Đây. Màu đen ạ, à, có màu tím than, màu đen, màu ghi, nó chỉ có 3 màu thôi. Nó chỉ có 3 màu thôi nhá. Q11, Q9 em chốt chị Minh Đức, ok chị. Lên mã cho em luôn, mã này là Q11 cộng số điện thoại. Q11 cộng số điện thoại cho em 108.000 đồng. Em chốt đơn cho chị Quang Bình, ok, em chốt đơn chị Huỳnh Hướng. Cái đấy là đơn chị Hoa Nguyễn chiều ngay mà. Lên cho em mã này luôn là Q11 cộng số điện thoại cho em. Q11 cộng số điện thoại cho em ạ. 108.000 đồng ạ. 108 có của chị Hoa. Thế thì em chỉ có 3 màu đen ghi và tím than thôi nhé. Đen ghi, màu này là màu ghi. Màu tím than là màu em vừa mặc và màu đen nữa thôi. Chốt em luôn là Q11 cộng số điện thoại cho em. Q11 cộng số điện thoại cho em ạ. Bị và làm sao đấy ạ? Q11 cho chị Huỳnh Hướng, size to nhất đến 46 cân ạ. Em lên quần tăm nữ nữa không? Dạ không chị ạ. Quần tăm nữ em bán gọi là mỗi một đợt của nó hơn 1.000 cái, em bán 3 đợt rồi sao ấy. Các chị lên cho em mã này luôn là Q11 cộng số điện thoại cho em. Q11 cộng số điện thoại cho em. Màu đen nhá, màu ghi này và màu tím than. Được chưa, lên em luôn là Q11 cộng số điện thoại cho em. Chị Di Hoàng, ok chị. Rồi ok chị Hợp Bắc, lúc nào về thì gọi lại thôi. Chứ còn nhà em không nhớ chị nào đi làm giờ nào, chị nào nghe được điện thoại giờ nào đâu nhá. Lưu ý cho em với ạ, bàn chải đánh răng em chốt cho chị Hạnh Nguyên, ok chị. Lên mã là Q11 cộng số điện thoại cho em. Q11 cộng số điện thoại cho em ạ. Quần ca kỳ các ông em hết hàng rồi ạ. Chị Thảo Tú chốt Q11 lên số điện thoại đi mình. Chị ơi lên chốt Q11 lên số điện thoại cho em nhá. Lên số điện thoại cho em nhá. Lên đơn là Q11 cộng số điện thoại. Đồ trung tuổi của nam em còn phao đấy chị. Em còn phao ạ. Q11 cộng số điện thoại cho em. Đẹp mà nhỏ quá. Còn cái mã gì trung tuổi không nhỉ? Đây em còn một ít của cái quần này. Em còn một ít của cái mã này. Size đại cổ. Ơ cái túi trong này nhà mình vẫn còn á. Trời ơi, túi trong nhà em vẫn còn hàng này à. Thế chắc là hôm trước các chị em mình chốt đơn một này, nhà mình không có đào gọi đúng không? Đơn một thật ra nó có bao gì đâu để gọi nhỉ. Túi trong này nhập 80-90 nghìn chứ. Ơ cái túi này, túi trong là túi bên trong của nó đâu? Túi trong này em còn một tí nữa này. Sale luôn các bác, túi trong này đi. Q12 29.000 đồng. Q11 màu đen em chốt chị Trương Hoa, ok chị. Đây ạ, lên cho em mã hàng này Q12 cho em túi trong. Tặng các chị lốt 29.000 đồng, em nhập 80.000 đấy. Cái lúc nó hot nhất là em nhập bán ở quán là 80.000 đồng đấy. Bây giờ em sale các chị còn 29.000 đồng, gọi là lỗ bao nhiêu tiền đây. Các chị về các chị dựng lại form cho em với. Về các chị em mình dựng lại form cho em. Túi trong này hot mà. Một năm ngoái nhỉ, bằng tầm này năm ngoái nó là hot, cực kỳ hot luôn đấy các chị. Hôm trước là có một số chị lưu đơn, hoặc là có một số chị là không nghe điện thoại, hoặc là đơn một thì em không gọi. Lên cho em mã hàng này luôn ạ. Chết rồi, em lại đâm vào cái này. Q12 nhỉ. Q12 cho em. Chị nào thích đeo thì đeo nhá. Chị nào không thích đeo thì các chị xách hoặc là đeo chéo đều ok. Xách hoặc đeo chéo đều ok cho em mã này. Chốt cho em luôn là Q12. Còn tầm 5 cái nữa nhá, 29.000 đồng. Hôm lọ thu về là gần 30 cái. Chạy lên cho em mã này luôn là Q12 cộng số điện thoại cho em. Q12 cộng số điện thoại cho em ạ. Đeo đẹp mà. Túi trong này đeo đẹp mà. Q12 cho em với ạ. Em chốt đơn cho mọi người với mức giá là 29.000 đồng một cái ạ. 29.000 đồng một cái của Q12 nhá. Bà chưa, em chưa cất gì đâu chị ơi. Q11 chị Tiên Thúy, ok chị. Q12 cho em với ạ. Q12 cho chị chuột neo này. Chị nào lấy Q12 comment em luôn là Q12 cộng số điện thoại cho em. Q12 cộng số điện thoại cho em 29.000 đồng. 29.000 đồng của Q12. Chốt mã của em luôn là Q12 cộng số điện thoại 29k nhá. 29.000 đồng của Q12. Phao cho bé gái 30 cân đấy chị. Phao cho bé gái 30 cân em chỉ có mẫu Pascal kia thôi chị. Phao cho bé gái 30 cân em chỉ có mẫu Pascal kia thôi chị nhá. Cậu thì treo kéo re này thôi, chả mặc nữa. Mặc thế thôi sức. Ui cái áo này mặc đẹp thật sự luôn. Q13 cộng số điện thoại cho, à Q12 cộng số điện thoại cho em ạ. Q12 và cộng số điện thoại cho em với. Tiếp tục cái quần này của em còn một ít này. Quần này của em còn một ít nữa này. Size này là size từ bao nhiêu cân nhỉ?
50 cân đến size 80 cân. 50 cân đến size 80 cân chốt cho em mã hàng Q13 cho em với ạ. Q12 dạ ok chị Dô, size em chốt đơn ạ. Phao bé gái ấy, chị. Phao bé trai còn ở đây không anh? Giày thể thao đằng sau hết hàng rồi, còn 3 đôi thì hết rồi chị. Chốt cho em mã này luôn là Q14 ạ. Q14 cho em. 50 cân đến 80 cân cho em mã này nhá. Chốt cho em mã này luôn là Q14 với ạ. Mức giá cho các chị yêu là còn 79.000 đồng một cái. 79.000 đồng một cái của Q14. Được chưa ạ? Q13 là cái gì? Thế cái này lên đơn là Q13 cho em với ạ. 50 cân đến 80 cân. 50 cân đến 80 cân toàn bộ mã này. Toàn bộ nhá. Tất cả 60 cân đến 80 cân. 60 cân đến size 85 cân. Chốt cho em mã này luôn là Q13. Để cho chốt em mã này luôn là Q13 kèm số điện thoại cho em 79.000 đồng. Q13 79.000 đồng. Q13 chốt cho em Q13 cùng số điện thoại cho em. Tất cả dòng này nó là chất bò cốt tông siêu mềm. Siêu mềm cho em ạ, siêu co giãn nhé. Chốt cho em luôn là Q13 kèm số điện thoại cho em. Paka bé gái có mấy màu? Paka bé gái em có 2 màu chị ạ. Paka bé gái em có 2 màu đấy chị. Paka bé gái em có 2 màu mã. Paka bé gái là Q mấy nhỉ? Paka bé gái của em là Q5, em có 2 màu chị ơi. 28 đến 35 cân, lên mã là Q5 cho em ạ. Hàng rất đỉnh luôn. Hàng siêu đỉnh luôn, mã này chốt cho em luôn là Q5. Mức giá chốt tại live cho các chị là 149.000 đồng một cái. 149.000 đồng một cái của Q5. Chị nào lấy Q5 em có màu hồng này. Q5 em có màu hồng và Q5 em có màu vàng nhá. Chốt được em luôn là Q5 kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Thảo Tú em chốt đơn của Q11. Lên mã này cho em luôn là Q5 cùng số điện thoại cho em. Giá chốt trên live cho mọi người luôn là còn 149.000 đồng của Q5. Đã nhận hàng đẹp lắm luôn. Em cảm ơn chị Nga Nguyễn Hồng. Quần mò 79.000. Chị Hồ Dung ơi, thế thì hoàn về thôi chị. Hoàn về chứ chả làm nào được chị ạ. Chị không mang được điện thoại đi làm mà chị mang điện thoại để chị để ở nhà ấy. Chị để ở nhà shipper người ta gọi thì bảo người nhà chị nhận hàng thôi ạ. Chứ bây giờ chị bảo hỏi câu là em ơi, hôm trước chị đặt hàng. Em ơi hôm trước chị đặt hàng mà giờ chị đi làm không mang điện thoại đến công ty được. Không biết shipper gọi giờ nào thì làm thế nào. Đó. Nhà chị nhá, chị không mang được điện thoại đi thì nếu như mình có tâm nhận hàng thì mình để điện thoại ở nhà. Người nhà mình nhận hàng, người nhà mình thì kiểm tra hàng, đúng không ạ? Chứ bây giờ chị hỏi như thế thì em trả lời khó quá. Chị hỏi như thế là em trả lời khó quá chị ạ. Hoặc là chị về chị thấy cuộc gọi nhỡ chị gọi lại cho shipper. Bây giờ chị mới tan làm. Bây giờ chị mới tan làm thì Thì bảo shipper giao lại thôi nhá chị. Chứ bây giờ mà em có phải là chị đâu. Em có phải là chị đâu, làm sao mà em biết được. Q5 cho chị Mỹ Thuận Dinh ok chị ạ. Chốt xem luôn là Q5 cùng số điện thoại cho em. Q5 cùng số điện thoại đây này. Đây này em còn sót đây này. Một bịch thôi đúng không. Chốt rồi em luôn là khăn tắm hàng cộng số điện thoại cho em ạ. 49.000 đồng một cái ạ. 49.000 đồng một cái khăn tắm hàn, lên đơn của em luôn là khăn tắm hàn và kèm số điện thoại. Nhưng con đi học chịu. Thế thì chịu, hôm nay chị vẫn đặt hàng được thì em chịu. Bảo chị là dùng để điện thoại ở nhà cho người nhà nhận hàng hộ thì lại bảo là con học à, con cần đi học à. Nhưng con đi học, thế thì em cũng không biết được làm kiểu gì chị. Thế chị bảo em phải làm như nào ạ, chị Hồ Dung? Chị bảo em phải làm như nào chị? Bảo em phải làm như nào ạ? Chị gái bây giờ chị bảo em phải làm như nào chị? Là em không còn đâu chị. Q5 cho chị Vân Dung em chốt đơn là chị Khánh Huyền ok của Q5 ạ. Nồi lẩu lướng thì như em hết hàng rồi ạ. Căn bản là do các chị chứ. Nếu như các chị đặt hàng mà các chị cảm thấy là mình không thể nhận được hàng thì mình đặt làm gì hả các chị? Mình cảm thấy mình không thể nhận được hàng, cái thời gian của mình chỉ có rảnh mỗi vào buổi tối thôi. Thì thôi ạ, mình chịu khó mình đi mua hàng bên ngoài. Lúc nào rảnh thì mình đi. Trang ơi số rồi ok chị. Chị ơi số điện thoại trên ảnh bìa luôn nha. Nếu như chị nào mà
không nghe được điện, có nghĩa là sợ vào cái giờ lúc em làm, các chị vào làm rồi các chị có thể gọi vào số trên ảnh bìa cho em nhá, trên ảnh bìa cho em với ạ. Q13 Q5 cho chị Vũ trước em chốt đơn ạ. Q13 là cái gì ạ? Q5 em chốt chị Vũ trước rồi đấy. Q13 là cái gì em đang chưa nhớ ra. Em đang chú tâm vào cái comment của cái chị Vũ Hồ Dung này quá. Khách nhà em thì các chị làm công ty rất nhiều. Đó, khách nhà em thì các chị làm công ty nhiều lắm. Đó, nhưng mà đến mức mà không thể nghe được điện thoại vào bất kỳ giờ nào thì đừng lên chốt đơn chị ạ. Nay chị vẫn comment chốt đơn đây này. Đây ạ, các chị lên đơn cho em mã này luôn ạ. Q5 em chốt chị Lê Giang Cherry ok ạ. Khăn tắm Hàn, đây còn bầy bao nhiêu cái phải không anh? Đây nhá, còn bao nhiêu cái nhá chị em. Cộng số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Áo trang mặc đẹp thế 55.000 đồng ạ. Áo mặc cực đẹp luôn ấy. Q7 sao nhỉ? Cái mã này áo này là Q7 ạ. Chị yêu nào chốt khăn tắm Hàn, toàn bộ khăn là 70 x 1m4 cho em ạ. Tất cả là dòng khăn dày loại 1 nhá. Toàn bộ dòng khăn dày loại 1, không phải cái khăn mỏng tèo đâu. Khăn mỏng tèo em bảo rồi ạ, các chị mà mua cái khăn mỏng tèo thì thà các chị mua cái khăn mà ngày trước em bán 10.000, 19.000 ấy. Được chưa ạ? Lên cho em luôn là khăn tắm Hàn, cộng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá chốt trên like cho các chị yêu luôn ạ. Khăn tắm Hàn cộng số điện thoại cho em ạ. Khăn tắm Hàn cộng số điện thoại cho em ạ. Được chưa? Khăn tắm Hàn cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Hồ Dung ơi, bây giờ có muốn chuyển địa chỉ nhá thì chị cũng phải nghe được điện thoại. Có muốn chuyển địa chỉ ấy, thì chị cũng phải nghe được điện thoại để bên em sửa được địa chỉ của chị. Đấy, chứ còn bây giờ mà chị không nghe được điện thoại vào bất kỳ cái giờ nào ấy thì bên em gọi cho chị kiểu gì để lấy địa chỉ chuyển sang ạ. Khăn tắm Hàn và cộng số điện thoại cho em. Chị Minh Hiện em chốt đơn ok chị ạ. Lên của em luôn là khăn tắm Hàn cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Hoàng Minh Đạt em chốt đơn ạ. Giày búp bê của người lớn nữa không, em không còn ạ. Q7 em chốt đơn cho chị Lê Hà ok chị ạ. Lên của em luôn là khăn tắm Hàn cộng số điện thoại cho em ạ. 49.000 đồng một khăn tắm Hàn nhá, 49.000 đồng của một khăn tắm Hàn. Chị nào lấy khăn tắm Hàn lên hộ em luôn là khăn tắm Hàn và cộng số điện thoại cho em ạ. Khăn tắm Hàn dạ em chốt chị Hoa Đỗ Quyên ok chị này. Chốt hộ em luôn là khăn tắm Hàn cộng số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ hàng dày đẹp như này, chợ hàng dày đẹp như này cho các chị gái. 49.000 đồng một khăn tắm Hàn. Chốt mã khăn tắm Hàn cộng số điện thoại cho em 49.000 đồng một cái nhá. 49.000 đồng một cái của khăn tắm Hàn. Bộ 7 bộ thể thao nam này em không còn hàng đâu chị ơi. Áo hoodie nhà em bây giờ còn cái mẫu, còn mẫu hoodie của hàng nam thôi nhỉ. Còn mẫu mua hoodie của hàng nam thôi anh cầm cho em hoodie đi ạ. Khăn tắm Hàn em chốt chị Trương Hiếu ok chị. Bộ này còn một tí nữa thôi, em xả lốt các chị 55.000 đồng đi. Gọn gàng 55.000 đồng. Bây giờ em chỉ còn size 10 cân đến 12 cân, à 8 đến 12 cân. Phải không? 8 đến 10 cân thôi. Ui dồi nhục quá. Còn toàn size tin tin 8-10 cân nốt 55.000 đồng cho các chị ạ. Khăn tắm Hàn cho chị Thu Nghĩa ok. Chị Dô Sa em chốt đơn ạ. Mã này lên đơn cho em ạ. Q5 em chốt đơn cho chị Long Thu Long ok. Chị Q7 em chốt đơn chị Phạm Thu Huyền này. Mã lên đơn cho em luôn là Q14. Em đang có của hai màu, màu hồng và màu ghi. Em chốt thanh lý cho các chị yêu với mức giá là còn 55.000 đồng của Q14 ạ. Lên hộ em luôn là Q14 cộng số điện thoại. Tất cả mã này bên trong đều là lót nỉ ạ. Em chốt cho chị Di Hoàng ạ. Khăn tắm dùng siêu thích ạ. Đúng rồi chị ơi, khăn tắm là em là hàng bán trong siêu thị luôn nhé. Hàng đẹp lắm luôn các chị ạ. Được chưa? Cái tại vì so với cái mức giá nhá, cái mức giá cái khăn loại rẻ cái em có thể bán cho các chị 39.000 được, nhà người khác vẫn bán 49 nhá. Nhưng mà em đã bảo rồi, nếu như mà em bán cho các chị cái khăn tắm hàn hàng rẻ kia ấy, thì thà ngày trước các chị mua cái khăn tắm clear của em ấy 19.000 đồng, nó còn chất lượng hơn. Được chưa? Q14 em chốt chị Quang Bình ok ạ. À, chị Nguyên em chốt đơn ạ. À, lên cho mã này luôn là Q14 55.000 đồng một cái. Q14 chị Vũ Thị Minh ơi, lên mã là Q14 đừng comment cho em ạ. Q5 em chốt cho chị Bình Yên ok chị ạ. À, Q14 em chốt cho chị Lê Giang Cherry. Tất cả hàng này này, nó đều lót lỉ lông. Bên trong của nó đều là lỉ, bên trong đều lót lông siêu ấm mà nhẹ cực kỳ luôn. Q14 cho em ạ. Các chị mua ở đây không bao giờ sót tiền nhá. Hàng chất lượng mà rẻ cực kỳ ạ. Em chốt đơn cho chị Bình Yên có ạ. Chị Nguyễn Thị Hồng Hồng em chốt đơn ạ. Chị Vũ Thị Vinh em chốt đơn ạ. Chị Quang Bình em chốt đơn ạ. Chị Lê Giang Cherry em chốt đơn ở Q14. Chốt nhanh mã này cho em luôn là Q14 cộng số điện thoại cho em. 55.000 đồng cả bộ luôn. 55.000 đồng các chị ơi, cả bộ luôn ạ. Chốt hộ em luôn là Q14 cộng số điện thoại cho em 55.000 đồng. Anh ơi, nhìn cho em cái quần tất len tăm này, ngay cái đấy mấy cái bộ, cái túi một tải bộ kia, cầm đây em xả lốt. Q14 cộng số điện thoại cho em với. Em chốt cho chị Thư Nghĩa ok chị. Lên hộ em luôn là Q14 cộng số điện thoại. Chị Lò Thị Ngân Ngân này mấy đơn hoàn rồi anh? Kiểm tra đi nào. Q14 cộng số điện thoại cho em. Khăn tắm Hàn em chốt chị Nguyễn Thảo Khang ok chị. Chắc em không có duyên bán hàng cho chị này. Ok chị Còi Barbie em chốt đơn ạ của Q14 ạ. Lên cho em mã này luôn là Q15. 90.000 đồng một cái. Xấu em cho các chị hàng về. Dạ ok chị Hoa Đỗ Quyên em chốt đơn ạ. Lên cho em mã này luôn là Q15 cộng số điện thoại cho em. Nha, Q15 cộng số điện thoại cho em. Được chưa ạ?
có size cho các bé này, các anh từ 40 cân đến 60 cân cho em 90 nghìn đồng một áo này. Áo này toàn bộ hàng da cá, chất da cá tàu, xù lông em nhận về, bay vải em nhận về, được chưa? Mã hàng cho em Trang là Q15 cộng số điện thoại, Q15 cộng số điện thoại cho em màu đen đỏ và màu đen xanh. Đen đỏ và đen xanh cho em, Q15 cộng số điện thoại cho em với, Q15 cộng số điện thoại cho em với, được chưa? Áo em mặc là mã gì, mã Q7 sao, tí em tua lại màu cho. Lên cho em mã này luôn là Q15. Tất cả áo này của em nó là chất da cá tàu, mẫu hút đi siêu đẹp luôn. Q15 cho em nhá. Màu đen xanh và màu đen đỏ cho em 40-60 cân, Q15. Q14 em qua rồi chị ơi. Lên cho em mã này luôn là Q15 cộng số điện thoại cho em là 90.000 đồng. Áo em mặc là Q7 nha chị ơi, áo mặc là Q7. Rồi đây này, tất tần tật cái bộ này này, em sale cho các chị. Q14 em chốt chị Thu Hoài Dương, ok chị. Chị Hải Yến Trần em chốt đơn ạ. Q14 55.000 đồng ạ. Em chốt chị Phan Thị Mỹ Tiên, ok chị này. Q15, cái chất này chị nào nhận chưa? Bộ hàng cao cấp ạ. Chất của nó mặc ở nhà siêu thích luôn. Chị có mấy đơn Hoàn rồi chị Lò Thị Ngân Ngân? Nếu như mà Hoàn một đơn thì có thể là do bên em, nhưng Hoàn hai đơn thì chắc chắn là do chị quá khó, em không phục vụ được. Đó nha các chị nha, em nói rõ luôn, em rất là thẳng tính, chị nào nhiệt tình em nhiệt tình, còn không thôi đó, nếu như mà đã Hoàn đến hai đơn, một đơn có thể do hàng hỏng đúng không, một đơn có thể do hàng lỗi, chứ hai đơn mà lỗi thì em bán cho 100 chị ở đây thì chết em luôn. Q15 đang định lên là mã này, em bảo cho em xin cái đống bộ kia vào đây, em xả lốt 99.300 bộ kìa. Hôm qua nó thu kho vào bao nhiêu ạ? Mã này các chị lên đơn cho em luôn ạ. Cái mã này các chị lên đơn cho em luôn ạ. Đặt nhiều à? Rồi để em kiểm tra lại nhá. Hình như hôm trước em nhớ là mình có một đơn bom về rồi. Em cũng không biết được, để em kiểm tra lại đã. Cái này các bác lên đơn cho em mã hàng này luôn ạ. Q10 mấy đây nhỉ mọi người? Q15 cho em ạ, 8 cân ạ. Cho đến size bây giờ em chỉ còn 8 đến 12 cân thôi. Không đẹp em cho các chị trả hàng về, được chưa? 45.000 đồng một bộ. Em nhập 55.000 đồng, ngày đầu tiên em bán là 59.000 đồng. Và đến ngày bây giờ đấy, like này mới là like thứ hai em xả bộ này thôi. 45.000 đồng, chốt cho em mã hàng Q15. Những cái mẫu này em nói luôn ạ, không bao giờ hết hot ạ. Toàn bộ của nó là kiểu như là cái dáng ba cái gì nhỉ? Cắt này, cái đây này, cái vải của nó là vải chất vải của nó là chất đũi ấy các chị. Chất đũi xốp, hàng xịn sò cực kỳ luôn. Mã hàng này các chị lên đơn cho em luôn là Q15 cộng số điện thoại cho em có size nhá, 8 đến 12 cân. Bây giờ em còn 8 12 cân bộ này cho các con mặc đi học này, mặc đi ngủ này, chất nó siêu mềm. Siêu mềm mà siêu dễ chịu luôn, phải nói một từ siêu dễ chịu. Q15 cho em 45.000 đồng, em chốt chị Lê Hà Khánh Ngân, em chốt chị Lắng Hạ có. Chị Nguyễn Hùng em chốt đơn ạ, Q15 cộng số điện thoại cho em ạ. Dạ ok chị 10 giờ hoa, Q15 cộng số điện thoại cho em với ạ. Q15 cộng số điện thoại cho em với ạ. Chị Lâm Ninh em chốt đơn là Q14 này. Lên cho em mã này luôn là Q15. Ok Q15 chị Giang Cherry có ạ. Chị Lê Thúy Hạnh em chốt đơn ạ. Tức là bên nhà em không bao giờ khó khăn cái vấn đề. Ví dụ như lỗi này. Lỗi bên em tách đơn cho các chị. Bé không vừa bên em tách đơn cho các chị, đúng không? Nhưng mà các chị phải hiểu một điều ở đây là gì ạ? Nếu như cái lượng đơn mà bên em tách đơn quá nhiều cho các chị này, đơn nào cũng tách, thì chắc chắn một điều là do bên em một phần bên chị nhiều hơn. Đó, còn 1-2 đơn mà mua 10 đơn, các chị tách 1-2 đơn nó quá bình thường. Còn mua bây giờ các chị mua 10 đơn xong đơn 8-9 đơn tách hàng là một vấn đề nha các chị nha. Không phải là em cứ tách đơn là em quay về là lỗi đâu các chị. Tách đơn em qua mẫu rồi em về em lại bị lẻ ra, em rất lười bán, mà có những cái mã em đã sập giá hết cho mọi người rồi. Rồi là gì ạ? Kiểm tra thêm đơn của chị Lò Thị Ngân Ngân có mấy đơn rồi? Mấy đơn chưa nhận rồi này? Q15 cho em với ạ, em không có đến 4, đến 50 cân đâu. Ô Q15 là cái áo này là Q14 chứ nhỉ? Q14 rồi. Q14 là 1.000 bông một mặt. Thế thì mã này ngày mai em sẽ có 2 Q15 nhá. Kéo nhắc hàng gì cả. Ngày mai em sẽ có 2 Q15. Q15 của mã này là một cái này là 89.000 đồng nhá. Ngày mai nhân viên sẽ nhắc luôn. Ngày mai em sẽ có 2 mã của Q15. Em sẽ có áo hip hop này là Q15 là 40 đến 60 cân là 89.000 và Q15 của bộ đũi xốp hàng xịn sò. Em đã nói hàng siêu xịn này này. Được chưa? Mức giá là 45.000 đồng. Q15 cho em ạ. Chị nhận hàng nhà Trang đẹp lắm. Dạ ok, cảm ơn tí nhá. Q15 cộng số điện thoại cho em. Tất tần tật em sập hết cho mọi người những cái mã size bé này này. Q15 cộng số điện thoại cho em. Em bán cho chị 45.000 đồng một bộ. Đây Q16 đây. Những cái bộ hàng này em mua hàng 3 năm nay shop chị Trang dễ chịu nhất à. Nhất quả đất luôn ý. Nói chung là em bảo rồi ạ, mình mà đã khó khăn á thì chắc chắn một điều là mình phải xem xét ạ, đúng không ạ? Ví dụ như là mình bán hàng như thế nào,
mà để khách gì ạ, đặt hai đơn hoàn cả hai, hoặc là khách đặt hai đơn tách đơn cả hai, thì một phần thì chắc chắn là có của bên em rồi, chắc chắn một điều là sẽ có lỗi của bên em rồi, đúng không? Nhưng nó chỉ là một phần thôi các chị, một phần còn lại thì chắc chắn nữa là cũng là của các chị nữa đấy ạ. Chứ có nhiều chị, các chị mua cả trăm đơn hàng nhà em, không phải nói điêu, chứ có những chị bây giờ đến thời điểm bây giờ ấy, các chị có những chị là gắn bó với em 3 năm, bắt đầu từ ngày em bán online đến giờ, có những chị mua đến mấy trăm đơn hàng nhà em. Nó sai sót nó chỉ gì ạ? Một xíu thôi. Chứ còn không ai nhận hết đúng về mình được đâu ạ. Không ai nhận hết đúng về mình được các chị nhá. Nhưng mà nó sẽ ở cái xác suất như thế nào thôi. Q15 em chốt đơn ạ. Ờ, bộ đấy là Q16 rồi đấy, em nhầm đấy. Có áo ngực comment là áo ngực đẹp kèm số điện thoại cho em ạ. Áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. 52.000 đồng ạ. Mình mua lần nào cũng ok. Cái này các bác lên đơn cho mã hàng này luôn là Q16 đúng không? Q16 cho em với ạ. Q16 cho em ạ. Tất cả bộ này ngày trước em bán là 59.000 đồng một bộ nhá. Rẻ nhất là 55.000 đồng một bộ. Bây giờ em xả cho các chị 99.000 đồng 3 bộ ấy. Thì tính ra các chị em mình được mua với mức giá là 33.000 đồng một bộ ấy. Chất này xù em nhận về cho. Q16 đúng không? Áo hoodie nam 60 cân ok chị Minh Thanh Tâm, em chốt đơn là áo chip là 52.000 ạ. Mua lần nào cũng ok ạ. Em cảm ơn chị. Đó, mọi người mình mua hàng nhà shop rất nhiều hàng ok. Em cảm ơn chị Tuyết Vui Phan đó mọi người. Thế em mới bảo mà. Cái này mọi người lên đơn cho em luôn là Q16 cho em với nhá. Size từ 8 cân đến size 14 cân nữa thôi đúng không? Bây giờ còn toàn size nhỏ nhỏ 8 đến 14 cân 99.000 đồng 3 bộ. Các chị sẽ nhận được một trong những cái mẫu này nhá. Em chỉ còn mấy mẫu như này thôi mà. Em dơ hết các mẫu lên đây cho các chị gái rồi ạ. Mình sẽ nhận được trong một trong những cái mẫu này, màu này ạ. Chốt cho em mã này luôn là Q16 cho em cứ bán 3 bộ một cho nó gọn hàng ạ. 99.000 đồng em 3 bộ ạ. À, dạ em chốt cho chị Tuyết Vui Fan Q15 ok ạ. Gộp đơn chiều đúng rồi mọi người. Mình mua hàng đổi hàng rất hài lòng. Em cảm ơn chị Sen Nguyễn Thị ạ. Lên cho em mã này luôn là Q16 cộng số điện thoại cho em. Q16 cộng số điện thoại cho em với ạ. 99.000 đồng cho em là 3 bộ ạ. 99.000 đồng cho em là 3 bộ của Q16 nhá. Lên của em luôn là Q16 kèm số điện thoại cho em. Mẫu này em không có 20 cân rồi chị. Mẫu này đợt đầu tiên nó có đến 20 cân, còn bây giờ nó chỉ còn đến 14 cân thôi. Chất đẹp lắm. Chả có bộ gì 55.000. Bộ 45.000 chứ. Q15 mê. Q16 cho chị Quyên Kiếm chút đơn ạ. Q16 cho em ạ. Mình hoa mua hàng nhà trang mấy năm ạ, theo trang dài dài. Em cảm ơn chị Anh Nguyễn nhá. Chốt cho em mã này luôn là Q16 cho em với ạ. Tất tần tật bộ như thế này. Cứ thanh lý cho mọi người luôn với mức giá là còn 99.000 đồng của 3 bộ luôn ạ. Áo chip em chốt cho chị à. Áo chip chốt cho chị Mỹ Thuận Dinh, để lại số điện thoại cho em ạ. Chị Duyên Trương 3 bộ ok chị ạ. Chị Lê Phát 3 bộ ok chị này. Áo chip dạ em, áo chip cho em là áo chip gen chị ạ, hàng đẹp lắm. Q16 chốt chị Lê Hà ok chị, không còn bộ 36 đâu chị Song Vũ. 99.000 đồng em 3 bộ nhá. 99.000 đồng của 3 bộ Q16 cho em với ạ. Q16 cộng số điện thoại cho em với ạ. 99.000 đồng 3 bộ cho em. Q16 chốt cho chị Thơm Trần ok chị này. Trang bán hàng rất nhiệt tình ạ. Mình mua và thẳng thắn ạ, mình rất thích mua hàng nhà shop. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Thanh Mai Nguyễn ạ. Q16 chốt chị Phan Thị Mỹ Tiên ok chị ạ. Comment của em luôn là Q16 cộng số điện thoại cho em. Q16 cộng số điện thoại cho em ạ. Em muốn mua áo khoác bé gái 20 cân à. Rồi đợi em một tí ạ, chị Trịnh Thị Hồng, bộ sơ mi đằng sau của em đẹp lắm chị ơi. Chị Trịnh Thị Hồng lâu lắm rồi em không được đọc tên ấy. Q16 chị Hoàng Lợi em chốt đơn ạ. Chị Lâm Linh em chốt đơn của Q16 99.000 3 bộ cho em ạ. Chị Vũ Thị Vinh em chốt đơn của Q16 ok chị ạ. Chị ơi cái bộ đằng sau của mình là Q4 đúng không? Bộ áo sơ mi ấy. Cho em một cái bộ áo sơ mi khác vào đây nè. Em nhận là mã gì, bao nhiêu tiền à? Áo em mặc là Q7 chị ơi. Không đẹp cho các chị trả về. Áo này em định để ra Tết em mới bán ạ. Nhưng mà em thấy chất nó đẹp quá nên là em lên ạ. Thấy chất nó đẹp cho em một cái màu trắng mẫu khác vào đây nè. Ở Q16 cho chị Nguyễn Mai Hạ ok chị này. Lên cho em mã hàng này luôn ạ. Mã hàng này của em là Q7 phải không? Q16 em chốt cho chị Bình Yên 3 bộ ok chị ạ. 99.000 đồng 3 bộ cho em với ạ. Cho em xin cái bộ xét kẻ vào đây lại nhá. Lên cho các chị mã này này, mã này của em là Q7 phải không? Các chị ơi nhìn cho em cái chất của nó này. Em dám cam kết nhá, mọi người nhá, chất này xù em không bán hàng luôn. Được chưa? Hàng chất cực kỳ đẹp luôn. Áo này em không bán cái áo mà sờ vào nó dặm dặm đâu, hoặc mặc nó chảy chảy xù xù đâu nhá. Lên đơn cho em mã này luôn ạ. Em nhầm với chị Bò Ngân Ngân ở Bắc Giang rồi. Chị này là Lạng Sơn không phải. Lên cho em mã này luôn ạ. Comment hộ em mã này luôn này. Lên đơn cho em luôn là mã gì nhỉ? Q7. Hả? Q7 cộng số điện thoại cho em với ạ. Q7 ạ, em có màu hồng ạ, màu vàng cho em này. Q7 cho em có màu đen ạ. Chị nào lấy Q7 lên cho em Q7 cho em với 55.000 đồng một cái ạ. 58 cân đổ về ạ. 58 cân đổ về cho em ạ. Màu hồng cho em này. Ui trời ơi đẹp quá. Q7 cộng số điện thoại cho em ạ. 55.000 đồng một cái Q7 nhá. Bộ bé 17 cân em không có ạ. Q7 cho chị Hồng Ngô thì em chốt đơn ạ. Màu cam cho em này. Siêu đẹp luôn mọi người ơi. Siêu đẹp, em đã bảo rồi, siêu đẹp luôn ạ. Q16 cho chị Thanh Nguyễn em chốt đơn ạ. Cái mẫu này của em màu rêu ạ. Lên cho em mã này luôn là Q7 cộng số điện thoại cho em.
Q7 cộng số điện thoại cho em màu xanh ngọc này. Chốt em mã hàng Q7 nhá. Chị kia Bắc Giang, chị Đồng Giang Sơn. Q7 cộng số điện thoại cho em. Ôi dồi ôi, màu nào lên đẹp này. Màu trắng này, con màu trắng không bóc nhá, nó hay bẩn. Màu này màu vàng cho em ạ. Lên đô nó Q7 cộng số điện thoại cho em với. Q7 cộng số điện thoại cho em. Cho em xin cái bộ kẻ vào đây đi anh ạ. Q7 cộng số điện thoại cho em. Q16 chị Hoàng Thị Trang, ok 3 bộ ạ. Lên đơn cho luôn là Q7 cộng số điện thoại cho em. Mức giá chốt tại live các chị yêu là còn 55.000 đồng ạ. 55.000 đồng của Q7, lên mã Q7 cộng số điện thoại. Cái mã này các chị lên đơn là khăn tắm Hàn, à khăn mặt Hàn cho em với ạ. Q7 cho chị Anh Nguyễn em chốt đơn ạ. Khăn mặt Hàn cho em bán cho các chị một set 5 khăn, mức giá 39.000 đồng. Được chưa ạ? Còn giày nào size 39 ra em. Từ từ chị ơi, không nhớ ạ. Chị Hồng Nhi em chốt đơn của Q7, ok chị ạ. 55.000 đồng, áo này xù em nhận về cho mà, em bảo rồi ạ. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn là mã khăn tắm hạ, khăn mặt Hàn cộng số điện thoại cho em. Khăn mặt Hàn cộng số điện thoại cho em với ạ. Khăn mặt Hàn cộng số điện thoại cho em. Được chưa, em chốt đơn cho chị Linh Trúc, ok chị này. Khăn mặt Hàn cộng số điện thoại 39.000 đồng, 5 chiếc khăn mặt Hàn. Lên hộ em luôn ạ, Q7 màu trắng màu vàng em chốt chị Ngọc Hiếu, ok chị. Khăn mặt Hàn cộng số điện thoại cho em ạ. Một set 5 chiếc khăn như này cho các chị mình. Mức giá là 39.000 đồng ạ. Em chốt cho chị Nắng Trong Tim, ok chị ạ. Chốt cho em luôn ạ. Em chốt chị Nguyên Lê Q7, em chốt cho chị ạ. Q7 cho chị Ngọc Tím ạ, chị Minh Thanh Tâm, Minh Thanh Trần em chốt đơn Q7. Ôi các chị chốt Q7 nhiều nhỉ. Tí em tặng một cái Q7 để được không? Em tặng luôn cái Q7 nhá, đẹp quá. Ok chưa mọi người, cho em xin mỗi chị một lút chia sẻ livestream với nào. Dạ có 26 cân chị Trịnh Thị Hồng ơi. Mã này các chị gái lên đơn cho em luôn là Q7 cộng số điện à, khăn mặt Hàn cộng số điện thoại cho em ạ. Khăn mặt Hàn ạ, 39.000 đồng 5, 5 cái khăn mặt Hàn. Hàng này vừa dày vừa êm ạ. Cái này của em là gì ạ, không bao giờ bị nhớt khăn nhá. Chậm rửa nó không kiểu dặm dặm. Ngày xưa chị em mình cứ có cái dòng khăn mặt Kiba ấy mọi người, các chị rửa lên mặt cứ thấy nó ráp ấy nhỉ. Bây giờ các chị em mình không dùng những cái dòng đấy đâu. Bây giờ mà rửa những cái đấy cho các bé chắc là nhảy tanh tách luôn. Đấy. Đấy, chị nào lấy cái khăn mặt này thì lên đơn cho em luôn là khăn mặt Hàn cộng số điện thoại cho em nhé. Em chốt đơn cho chị Mỹ Thuận Dinh, ok chị ạ. Khăn mặt Hàn cho em ạ. Rồi chị Trúc Thanh em chốt đơn ạ, chị Hoàng Khuyên em chốt đơn khăn mặt Hàn ạ, chị Phạm Thu Huyền em chốt đơn ạ, chị Trương Hoa ok chị ạ. Chị Khánh Hơn Vân em chốt đơn này, chị Vi Thị Tâm em chốt đơn của khăn mặt Hàn ạ. Mình lên em luôn là khăn mặt Hàn cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Dung Dương em chốt đơn ạ, chị Minh Thanh Trần em chốt đơn ạ, chị Phạm Nhung em chốt đơn ạ. Em cảm ơn chị Nguyễn Hoàng Minh ạ, chị Nguyên Lê em chốt đơn ạ. Dạ 10 cái ạ chị. 10 cái là bao nhiêu trang? Cái gì 10 cái ạ chị Nguyên Lê? Khăn mặt Hàn cho chị Nguyễn Hùng, ok chị ạ. Lên hộ em luôn ạ. Dạ chị Bình Yên em chốt đơn ạ, chị Ngọc Tím. Q7. Q7 không có 20 cân đâu chị. Q7 là của chị em mình mặc ạ, 40 cân trở lên ạ, 40 cân trở lên cho em với ạ. Khăn mặt Hàn chị Nguyễn Bình em chốt đơn ạ, chị Long Thùy Long em chốt đơn của khăn mặt Hàn. Lên hộ em luôn là khăn mặt Hàn cộng số điện thoại cho em. Rồi nhá, cho em cái gì nhỉ, cho em xin phép tua lại cái mã xét kẻ một lần nữa thôi, xong em tặng áo em mặc nhá. Khăn mặt Hàn đó chị Huyền Trạ, cái gì Hoàng Thị Trang em chốt đơn ạ. Q7 dạ ok chị Thiện Hạnh dồn đơn ạ. Chị Thanh Vân Lê em chốt đơn ạ. Q7 dạ em chốt chị Huỳnh Hướng. Q7 tí em mặc màu vàng cho các chị. Đây ạ mọi người ơi, nhìn cho em bộ này của em là Q mấy anh. Bộ này của em là full size luôn nhá. Mua không cái quần nhà em Trang bán là 95.000, 100.000 rồi. Nó cho tất tần tật cái quần bò của nó là chất bò giấy, hàng đẹp nhá, hàng Quảng Châu luôn, không có một cái đầu chỉ nào thừa ra ngoài. Mã này lên đơn là Q4 cho em ạ. Q7 dạ ok chị gà, 10 cái thì vẫn thế thôi chị nhá. Cái mã này mọi người lên đơn cho em Trang luôn là gì nhỉ? Q4 cho em cộng số điện thoại em chốt đơn ạ. Được chưa ạ? Mức giá cho các chị là 105.000 đồng của Q4. Chốt cho em luôn ạ, chị Liên Phan em chốt đơn của khăn mặt Hàn ok chị ạ. Lên hộ em mã hàng Q4 cộng số điện thoại cho em. Q4 cộng số điện thoại cho em với ạ. Q4 cho em ạ, 105.000 đồng một cái Q4. 105.000 đồng một cái của Q4, một set ạ, một set của Q4 ạ. Một set của Q4 như này 105.000 đồng ạ. Lên đơn hộ em luôn là Q4 cộng số điện thoại cho em. Q4 cộng số điện thoại cho em ạ. Khăn mặt Hàn dạ em chốt chị Thùy Mai ok chị ạ. Lên hộ em mã hàng Q4 cộng số điện thoại cho em 105 nhá. 105.000 đồng một set của Q4 nhá. Lên đơn hộ em luôn là Q4 cộng số điện thoại cho em. Q4 cộng số điện thoại 12 cân đến 28 cân ạ. 12 cân đến 28 cân, tua lại áo ngược ạ. Đợi em một tí ạ. Dạ ok chị Nguyễn Hoàng Minh em chốt đơn ạ. Q7 chị Thiện Hạnh rồi. Mã này lên đơn em luôn là Q4 cộng số điện thoại 105. Chị Hạnh Nguyên em chốt đơn của khăn mặt Hàn ok chị. Áo em mặc là em lên dại rồi đúng không? Áo em mặc là em lên lại rồi. Bây giờ em tặng một con áo em mặc, em chuyển sang màu vàng. Em chuyển sang màu vàng này. Áo dài chị ơi, áo dài á chị. Dạ em có chị ạ. 12 tuổi em không có ạ. Q14 ạ. Q4 em chốt cho chị Ngọc Hiếu ok chị ạ. Q4 chị Trịnh Thị Hồng ok chị ạ. Q4 105.000 đồng nhá. 105.000 đồng của Q4 ạ. Chị Lê Thúy Hạnh em chốt đơn à, không còn 33 cân. 33 cân hết ngay hôm đầu tiên rồi các chị. Ui dồi ôi, các chị nhìn cho em cái chất áo của nó này. Nó đanh bao nhiêu, nó lì bấy nhiêu các chị ạ. Không phải hàng áo dặm dặm đâu nhá các chị nhá. Ui dồi ôi, chất nó đẹp lắm. Mọi người ơi, bây giờ em sẽ tặng một con áo Q4 này em đang mặc này.
Chắc em đã bảo tặng cái nào là em tặng cái đấy luôn cho các chị. Chắc chị ơi, màu nào lên nó cũng phê luôn các chị. Đây, đẹp quá, Q4 cho em và kèm số điện thoại ạ. Bàn chải đánh răng chị ơi, lên là bàn chải đánh răng đi chị, 38.000 10 cây chị Trịnh Thị Hồng. Bàn chải đánh răng của em là 38.000 10 cây, em vừa để đâu rồi nhỉ? Kia kìa, bàn chải đánh răng em để đấy đấy. Q4 em chốt chị Mai Thị Thái, ok ạ. Chị Bình Yên em chốt đơn của Q4, ok chị, 105.000 đồng của Q4. Ok chưa mọi người? Bây giờ chị nào chia sẻ rồi sẵn sàng nhận quà chưa? Chia sẻ rồi sẵn sàng nhận quà nha. Để bây giờ em lên quà tặng cho các chị. Em quay mini game tặng quà. Áp dụng cho các tình yêu có lượt chia sẻ cho em ạ. Màu vàng đẹp quá. Màu vàng ạ, màu hồng ạ, màu trắng ạ, mà em rất là thích luôn ba màu này. Q4 em chốt cho chị Hoàng Đợi, ok ạ. Chị Hoàng Thu Hương, chị Hoàng Thu Dương, ok chị. Nếu như mà cách đây từ cái năm mà đầu tiên em bán hàng năm 2019 là em chỉ mặc màu trắng thôi, nhưng mà sang đến năm nay thì em lại hay mặc màu vàng nhất, màu vàng, màu hồng. Càng ngày càng thích màu hồng ấy các chị. Ngày trước là không thích màu hồng nhiều lắm đâu, thích màu trắng nhất xong đến màu vàng. Bây giờ là thích nhất màu hồng rồi. Đúng là cái gì thay đổi được đấy. Ok, 10 bàn chải đánh răng dạ, em cảm ơn tình yêu ạ. Các chị cho em xin mỗi chị lúc chia sẻ livestream nhá. Bây giờ em tặng quà này. Em quay mini game tặng quà cho các chị yêu nhà mình luôn. Quay mini game ạ. Quay mini game xem vào chị nào đây ạ. Chúc mừng chị yêu nào đây nào. Uầy. Em chúc mừng chị Mạnh Lê. Ui chị này là khách thì cũng quá quen rồi. Em chúc mừng chị Mạnh Lê nhá. Em chúc mừng chị gái Mạnh Lê ạ. Chị gái này hôm nay có đơn này anh nhỉ? Chị gái này hôm nay có đơn. Chị gái Mạnh Lê ơi, chị gái còn ở đây không ạ? Còn áo dài cho bây giờ em không còn đâu chị ơi. Q4 cho chị Nguyên Lê, em chốt đơn để lại số điện thoại cho em ạ. Chị Mạnh Lê đủ dấu ạ, cho em xin số điện thoại nào. Chị Mạnh Lê nếu như không còn trên like là hủy quà nhá. Bây giờ nhà em là like, em chỉ áp dụng cho các chị, cảm ơn em. Ok tình yêu, chúc mừng chị gái nhá. Nhà đồng có con Q4 này với giá 0 đồng này. Ok chưa, hoan hỉ nha mọi người. Đó. À chip là em có đến size 38 thôi sao nhỉ? À chip em có đến size 38 thôi chị ạ. Rồi ok, em cảm ơn, em chúc mừng tình yêu nhá. Cho em xin số điện thoại, chị này có đơn ạ. Chị ơi nếu như có đơn ngày mai nhớ nhắc đòi quà cho em. Phải nhắc nhân viên là gửi quà giả cho chị nhá. Gửi quà cho chị nhá. Này, đây, tôi tặng cho chị Mạnh Lê. Áo em mặc ạ, áo em mặc là Q7 chị ơi, chốt đi. Áo này không đẹp không lấy tiền các chị đâu. Không đẹp lấy tiền đâu các chị. Bây giờ tầm này em bán thì em nói luôn là hứa luôn các chị là rẻ hơn do ra Tết em bán nhá. Mã này em nhập số lượng nhiều nhưng mà những cái mã như này thì nó ít thôi, còn nó kiểu cách nó đa số là chất đũi nhỉ. Lô hôm nay toàn chất đũi thôi nhỉ. Còn cái mã này các chị lên đơn là Q7 cho em ạ, 55.000 đồng. Em xin phép tua lại một tí của Q7 nhá chị nhá. Q7 cho em với mức giá là 55.000 đồng ạ. Các chị được chọn màu thoải mái luôn ạ, màu xanh cho em ạ. Chất này ba em nhận về cho, được chưa? Số em nhận lại cho các chị. Lét căng luôn, gọi là lét căng luôn từ đường may chất vải cho em mã này. Chốt cho em mã hàng Q7 cho em ạ. Q7 của em là từ 40 cân đến 58 cân đổ về em chốt đơn ạ. Q7 cho em ạ, màu vàng này. Q7 màu xanh ngọc cho em này. Màu hồng em vừa tặng nữa nhá. Q7 màu vàng cho em này. Úi trời ơi, đẹp dã man luôn. Q7 cộng số điện thoại cho em ạ. 55.000 đồng của Q7 ạ. Q7 cho em màu đen ạ. Tình yêu nào lấy Q7 lên đơn cho em luôn là Q7 cộng số điện thoại cho em 55.000 đồng ạ. Để chợ Q7 cho em màu hồng ạ. Đó, các chị gái lên hộ em luôn là Q7 cộng số điện thoại cho em ạ. Giày bé gái anh ơi xem còn mẫu giày giày ba sọc ba sủng gì không? Q7 cho em màu này là màu gì ạ? Màu rêu ạ. Trời ơi đẹp chưa? 55.000 đồng của Q7 lên hộ em luôn là Q7 cộng số điện thoại nhá, 55.000 ạ. Màu này của em là màu gì ạ? Màu này của em là màu cam ạ. Mọi người chốt em Q7 cộng số điện thoại cho em. À, đây là lần đầu tiên. Ok chị, chúc mừng chị gái. Q7 cộng số điện thoại cho em ạ, màu trắng nữa này. Q7 cộng số điện thoại cho em nhá. 155.000 đồng một cái ạ. Em ơi có bốt bé nhà em hết hàng mất rồi chị. Q7 cộng số điện thoại cho em 55.000 đồng ạ. Toàn bộ chất của nó này. Trời ơi siêu thích luôn, mùa hè các chị mặc những cái dòng này là thích lắm luôn. Thích lắm luôn. Q7 cộng số điện thoại cho em 55.000. Còn chị nào vào sau ấy, mình chưa chốt được Q1 đâu. Cái Q1 của em cũng tuyệt vời. Cho em xin phép tua lại cái Q1 một tí nhá. Các chị nhá, cho em xin phép tua lại cái Q1 một tí nhá. Tại vì cái Q1 này của em thì rất muốn chị em mình chốt. Hàng này nó siêu đẹp luôn. Q1 của em nó siêu siêu đẹp luôn. Để cho Q1 đây này. Rồi ôi, từ từ đã em tí nào. Ôi, vừa nãy em vứt đâu rồi nhỉ các chị nhỉ? Q1 này không biết vừa nãy em vứt đâu rồi mọi người.
khổ ghê cơ. Ê, ê, ê. Anh ơi, cầm cho em cái Q1 size số 1 vào đây với. Q1 màu tím than size số 1 vào đây với. Chả biết ném đâu rồi nhỉ. Vừa nãy có một cái ở trong này sẵn thì tặng rồi phải không? Q, em Q7, dạ có, chị Ngọc Hiếu lên mơ Q7. À, ở đây. Đây rồi đây. Đợi em một tí, đợi em một tí. Rồi, tìm lòi mắt. Ôi trời ơi, chị chết rồi. Cái này thì rẻ lắm. Rẻ, đẹp. Dạ. Các chị mặc trong, mặc ngoài, các chị mặc mùa hè, mùa thu đều ok hết cho em ạ. Chim kháng khuẩn em chốt đơn cho chị Linh Phạm, ok chị ạ. Q7 cho em nhé, chị nào chốt thì cứ lên mã cho em là Q7. Tìm lòi ra các chị. Đấy, nhiều khi đầu nó thấy mọi người. Các chị lên cho em mã này luôn, mã hàng Q bao nhiêu nhỉ? À, cho em nốt cái tẩy lồng giặt với lại cái... Mã này của em sẽ là Q1 nha mọi người. Mã này các chị mùa hè các chị mặc không như này thôi. Mùa hè các chị mặc không như này cho em thôi nhá. Còn mùa đông thì các chị có thể mặc bên trong áo vest ạ. Bên trong áo phao cho em ạ. Mã này các chị lên đơn cho em luôn ạ. Chị Ngọc thì ok chị. Mã này là các chị lên đơn cho em luôn là Q, Q1 cho em nhá. Có hai màu. Có hai màu. Màu tím than này là full size. Full size là từ 40 cân cho đến các chị đến tầm 65 cân đổ về cho em với ạ. Còn màu hồng của em là có size từ 48 cân đến 65 cân ạ. Màu hồng của em là các chị nhìn chất gen cho em này. Tất cả hàng này có mút nhá, có mút ngực ạ. Chợ có mút ngược các chị thích thì để mút, mà không thích thì các chị bỏ mút ra. Tùy mọi người nhá. Tùy mọi người ạ. Chốt em mã hàng luôn là Q1 cho em 49.000 đồng một cái á. Q7 dạ ok chị Lan Anh Nguyễn em chốt đâu nào. Quần đùi còn không á. Quần đùi của mã nào nhỉ chị nhỉ? Mã này các chị lên đơn cho luôn là Q, Q, Q1 cộng số điện thoại cho em. Q1 cộng số điện thoại cho em 49.000 đồng một cái. 49.000 đồng một cái của Q1 nhá. Mình lên hộ em luôn là Q1 cộng số điện thoại. Mình lên hộ em luôn là Q1 cộng số điện thoại cho em 49.000 đồng một cái. Được chưa? Ui, nào quần choker cho em này. Ở đây phao váy trai đây còn ít. Đi tí, cái phao váy trai này còn đến 40 cân không? Q1 cho em ạ, chị Anh Nguyễn em chút đơn ạ. Cái Q1 này nhiều kiểu mặc lắm nhá. Mọi người mặc trễ vai như này cho em cũng đẹp này. Đó. Hả? Còn đến 30 cân à? Tức là màu này thì còn đến 40 cân, còn tất cả các màu còn lại còn đến 30 cân đúng không? Mẫu này bình thường bán 188.000 đồng một cái. Nhập 170. Hôm nay xả xuống cho mọi người là 168.000 đồng một cái. 168.000 đồng một cái cho em mã này. Chốt cho em mã hàng này luôn là Q 17 cho em. Nhá các chị ơi, cái này nó đẹp đến mức mà em đã bảo rồi ạ. Cảm giác như các chị có thể mặc cho bé được cả hai mặt luôn. Chợ hàng rất là đẹp luôn, áo phao hip hop cho bé trai size đến 40 kg. Size cho em là bây giờ màu này là em còn đến 40 kg cho em ạ. 20 cân đến 40 kg cho em mã này. Chốt giúp em luôn là Q17 cho em với áo phao hip hop cho bé trai. Mức giá chốt trên like cho mọi người là 168.000 đồng. Chị lên áo hồng đằng sau đi chị ạ. Áo hồng đằng sau của bé trai cái của người lớn ạ. Bên này của người lớn ạ. Không bình thường chị ơi, không có laptop đâu. Nói chung nhà em ít bán laptop ấy. Mã này khi nào mã nào có laptop em sẽ báo nhá. Có laptop các chị mặc nó chỉ chấm cặp quần thôi. Q1 em chốt chị Thảo Tú ok chị. Chốt em mã này luôn là Q17 à. Q17 cho em ạ, màu xanh cốm cho em này. 20 cân đến 45 cân cho em. À 20 cân đến 40 cân. Rồi ok chị Lê Hiệp em chốt đơn ạ. Q còn tất cả những cái mã màu này này. Nó chỉ còn từ 20 cân đến 30 cân thôi. Nó có size bây giờ nó chỉ còn mẫu những cái màu này. Nó chỉ còn size từ 20 cân đến size 45 cân à, đến 30 cân thôi. Được chưa, chốt em mã này luôn là Q17 cho em với ạ. Q17 cho em với ạ. Toàn bộ áo phao hip hop đẹp như này. Chốt nốt cho các bé 168.000 đồng. Hip hop siêu nhẹ 168 nhá. Hip hop siêu nhẹ 168.000 đồng. Thảm nao chân em hết hàng rồi phải không? Còn ba cái màu hồng, chị nào lấy cho thảm nao chân 30.000 một cái. Được chưa? Còn ba cái màu hồng cho em ạ. Lên đơn cho em mã là Q14 kèm số điện thoại à, Q17 kèm số điện thoại cho em ạ. Giờ mới vào được à. Q17 cho chị Uyên Dương ok chị. Lên đơn của em luôn là Q17 168.000 đồng đẹp lắm. 168.000 đồng. 168 nhá mọi người. Đây cái áo lông đằng sau của em là mã Q mấy nè. Áo lông đằng sau của em ạ, 220.000 đồng. 220 có size nhá. 220.000. Cổ lông này. Hàng xịn lắm. Q6. Cái lên cho luôn là Q6 cho em có màu vàng, màu hồng. Em có màu vàng, màu hồng, mẫu mấy màu cơ không biết đâu mà màu sữa, màu đen sao nhỉ? Vàng hồng lâu ạ, có 4 màu ạ. 220 chốt cho em mã này luôn là Q6 cho em 220. Chị nào lấy mã này lên đơn cho luôn là Q6 cộng số điện thoại cho em 220.000 đồng. 220.000 đồng hàng xịn sò luôn, màu sữa cho em ạ, màu vàng cho em ạ, màu lâu và màu hồng treo trên tường.
Chị đều lấy mã này lên đơn cho em luôn ạ. Đúng rồi, mình mua 188.000 đấy. Còn cái này mọi người lên đơn cho em luôn ạ. Em nhập 170.000 đấy các chị. Chốt không phải mã này, mã đấy hàng Việt. Mã này của em là hàng Quảng Châu nhá. Chị nào lấy mã này lên đơn cho em luôn ạ. Quy bao nhiêu đây nhỉ? Q6 cộng số điện thoại cho em. Q6 cộng số điện thoại cho em ạ. Đôi giày màu trắng 99.000 kia chị sợ hết hàng rồi ạ. Lên cho em mã này luôn ạ. Chị ơi áo người lớn đây chị. Đây ạ, mã này của em là Q6 đây chị Huyền Vi Phạm. Em có màu hồng nhá. Màu snow cho em này. Màu hồng, màu nâu cho em này. Màu vàng cho em này. Màu vàng cho em này. Được chưa? Lên đơn là Q6 cộng số điện thoại cho em. Màu này của em màu sữa có 4 màu. Chị nào lấy Q6 lên Q6 cho em với ạ. Lên cho mã hàng Q6 cộng số điện thoại cho em 220.000. Còn nguyên màu rêu nốt cho các chị 55.000. Q18 đúng không? Q17 em chốt cho chị Mai Nguyễn ok, chị Hương Phạm ok, em chốt đơn ạ. Q17 cộng số điện thoại cho em. Còn cái này lên là Q18 à. Q18 tất tật di lê này bây giờ em còn đủ size. Đủ size từ size tầm khoảng là 20 cân nhá, cho bé đến 35 cân. 20 cân cho bé đến 35 cân cho em ạ. Lốt 55.000 đồng cho em. Con này chồng em cầm cái này hơi nhỏ so với người em nên em không mặc vào hơi kích này. Chị nào chốt mã này lên đơn cho em mã này luôn là Q18 cho em với ạ. Q18 nốt cho các chị yêu là 55.000 đồng. Q6 màu sữa em chốt cho chị lấm lao cây 220. Chị nào chốt mã này lên đơn cho em luôn ạ. Mã hàng này cho em xin mã là Q18 cho em. Q18 cho em với ạ. Giờ chợ Q6 em chốt cho chị Lò Thị Ngân Ngân ok chị lại. Chị Lê Thúy Thạnh em chốt đơn của Q1 ok chị. Q1 này lên chốt. Màu hồng Barbie kia đẹp lắm mà mỗi tụi em mặc nó hơi bị rộng. Màu hồng Barbie đẹp lắm ấy. Các chị ạ, màu hồng Barbie đẹp lắm luôn đấy mọi người. Tôn da mà các chị mặc trong mặc ngoài áo vest áo viết là đều ok. Mùa hè các chị mặc không cái thôi nhá. Mùa hè các chị mặc không cái thôi. Cho em xin mã này luôn là Q1 cộng số điện thoại đúng không nhỉ? Q1 cộng số điện thoại cho em ạ. Đẹp. Siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn nha mọi người. Cho em xin mỗi cho em xin mỗi chị một nút chia sẻ livestream là chị nào chưa thả tim thả like, thả tim thả like xuống bài viết cho em với. Chị nào chưa thả tim thả like, thả tim thả like xuống bài viết cho em với nào. Q18 cho em ạ. Chị nào đấy Q18 lên. Q18 là cái gì đấy? Q18 là chị Hà Bôn Tô, Q18 là chị Hương Đặng, Q18 là chị Lê Thúy Hạnh này. À đâu? Áo di lê à, chị Lò Thị Huyền ok ạ. À. Q6 in chữ đúng không Trang? Không chị, Q6 này là không in chữ. Q6 không phải không in cái gì cả, hàng sao trơn luôn ấy, đẹp lắm. Sao này hàng Quảng Châu nhá. Nhìn này, trời ơi, chất lượng. 55.000 đồng ạ, à. Q6 cho em với ạ. À. Q6 cho em với ạ, chị Hương đang bỏ em chốt đơn ạ, rồi đơn lúc chiều, ok tình yêu. Có đơn ngày mai nhớ báo các bạn dồn cho em với nhá. Nói chung là ngày mai nhà em sẽ dồn đơn nhưng ví dụ như nó sót ấy các chị. Ví dụ như nó sót ấy nhá, mọi người nhá, vì mọi người báo các bạn ấy tìm hộ em với á. Chốt cho em mã này luôn là mã Q6 cho em ạ. Mức giá cho các chị yêu là 220.000 đồng đúng không? 220. Úi cái gì đây? Cái này còn nhiều à? Giày búp bê còn à? Thôi bỏ mẹ em rồi. Bao nhiêu? Size bao nhiêu? $44.000. Chọn màu, chọn size. Chọn size không chọn màu. Size từ 26 đến size 34 cho em. 44.000 đồng mã này lên mà là Q bao nhiêu đây? Q19 cộng số điện thoại cho em. Q19 có một đôi size 35, đây size 36. Hả? Q19 cho em ạ, có size từ 26 đến size 35. Ôi giời ơi các chị ơi. 44.000 đồng của Q19 ạ, chọn size cho em thoải mái cho em này. Em Trang Mai chốt đơn cho chị nha. Ok tình yêu, Mai em chốt đơn cho chị nha. Lên cho em mã này luôn là Q19 cho em ạ. Q19 cộng số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ cái này của em nó là da. Q6 em chốt cho chị Thơm Trần ok chị. Chốt cho em mã này luôn là Q19 cho em với ạ. Tất cả cái dòng này của em là dòng gì ạ? Giày búp bê cho bé gái ạ. Mức giá cho các chị là 44.000 đồng của Q19. Lên cho em Q19 cộng số điện thoại cho em ạ. Q6 em chốt cho chị Nguyễn ok chị. Áo khoác 20 cân à, đúng rồi, cho em xin áo tắc ca đầu chuột này.
Ui, like từ nãy giờ nó nhiều hàng ấy, các chị có nhớ ra hàng gì đâu. Chốt cho em mã này luôn là Q19 cho em với ạ. Chị Rosa em chốt đơn ạ, có 44.000 đồng này các chị này. Toàn bộ giày da nhá, dáng này, trời ơi đẹp lắm. Chị yêu nào lấy mã này lên đơn cho em luôn là Q19 cho em ạ. Cộng size cho em với ạ, 44.000 đồng em chốt đơn ạ. Chị Hương Giang Võ em chốt đơn Q19 ạ. Chốt cho em luôn là Q19 cộng size nhá. Q19 cộng size cho em ạ. Mức giá cho các chị là 44.000 đồng một đôi ạ. 44.000 đồng của một đôi Q19 ạ. Mã hộ em là Q19 cộng số điện thoại ạ. Mã hộ em là Q19 cộng số điện thoại cho em ạ. Q19 cộng số điện thoại cho em với ạ. Chị Ngọc Tím em chốt đơn của Q19 ok chị này. Q19 cộng số điện thoại cho em ạ. 44.000 đồng nhá. 44.000 đồng một đôi của Q19 đây. Cái áo này của em này. Bây giờ hiện tại ở đây là còn size gì anh? Hả? 16 cân đến 20 cân ạ. 16 cân đến 20 cân cho em mã này. Q19 cho em với ạ. À 16 cân đến 22 cân 6 tuổi cho em ạ. Q19 màu hồng chị Hồ. Chị Hồng Nghị ok em chúc đơn ạ. Áo ngực à, giờ để em một tí ạ. Chị Nhật Huệ em chúc đơn ạ. Lên cho các chị mã này luôn. Mã hàng comment là gì nhỉ? Q20 cộng số điện thoại cho em ạ. Q19 cho chị Trịnh Thị Hồng ok chị ạ. 44.000 đồng cho em với ạ. 44.000 đồng cho em với nhá. Mã này lên đơn cho luôn là Q20. Con này form đẹp. Form đẹp, dáng đẹp. Dày, ấm. Nhớ chưa ạ? Q20 cộng số điện thoại cho em. Mức giá chốt trên này các chị là 149.000 đồng một áo patka. 149.000 đồng một cái áo patka. Chốt em luôn là Q20 cộng số điện thoại cho em 149. Q19 cho chị Nguyễn Thám chốt đơn. Chị yêu nào lấy mã này lên đơn hộ em luôn là Q20 cộng số điện thoại cho em. Q20 cộng số điện thoại cho em ạ. 149.000 đồng em đang có vàng hồng cam à. Vàng cam đỏ à. Chốt cho em mã hàng Q20 cộng số điện thoại cho em với ạ. Q20 cộng số điện thoại cho em với ạ. 149.000 đồng một chiếc ạ. 149.000 đồng một chiếc của Q20 lên đơn nội em luôn là Q20 màu vàng cho em này. Q20 màu vàng cho em ạ. Q19 cho chị Trần Hải Yến em chốt đơn ạ. À, rồi ok chị. Q20 cộng số điện thoại cho em ạ. Màu này của em màu đỏ ạ, đẹp lắm. Màu này của em màu đỏ ạ. Mã hàng của em sang là Q20 cộng số điện thoại cho em. Q20 cộng số điện thoại cho em nhá. 149.000 đồng một cái. 149.000 đồng một cái của Q20. Được chưa? Q20 cộng số điện thoại cho em 149 nhá. 149.000 đồng ạ. Chị Dung Lê em chúc đơn ở Q20. Chị Dung Lê sao có đơn hòa này. Q20 cộng số điện thoại cho em 149. 149.000 đồng một cái của Q20. Em có màu đỏ, màu cam, à, màu đỏ, màu cam và màu vàng. Đỏ, cam, vàng cho các bé. Chốt Q20 cộng số điện thoại cho em. Q20 cộng số điện thoại cho em. Chị nào lấy Q20 lên mã Q20 kèm số điện thoại cho em. Đồ bé trai 24 cân, chị Trịnh Thị Hồng. Bây giờ chị trong chị muốn chốt hàng hè phải không? Trong chỗ chị có lạnh không? Trong chỗ chị có lạnh không chị? Q20 cho em ạ. Ui form nó đẹp lắm mọi người nhìn này. Cái form này của nó đẹp dã man luôn. Chờ chốt em luôn là Q20 cộng số điện thoại cho em ạ. Q20 cộng số điện thoại cho em. Cái form của nó đẹp dày ấm nữa. Dày ấm nhưng mà nhẹ nhá. Con này không hề bị lặng tí nào. Chờ chốt cho em là Q20 cộng số điện thoại cho em 149.000 đồng một cái á. 149.000 đồng một cái của Q20. Chị yêu nào lấy Q20 chốt em luôn là Q20 cộng số điện thoại 149. Giày thể thao cho bé, em còn cái mẫu giày 3 sọc ấy nhỉ anh nhỉ? Còn size gì nhỉ? Lên đâu là em luôn là Q20 cộng số điện thoại nhá, 149 đây. Cái áo chip đẹp thì các chị lên comment nội em luôn là em tua lại một chút xíu nhá. Chị nào thích đệm giày thì không chốt mã này. Được chưa, chị nào thích chốt cái áo chip mà hàng áo chip gì ạ? Áo chip mà siêu độn lại siêu dày thì không chốt mã này hộ em. Lên cho em mã này luôn, mã áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em với ạ. Size đủ size 34, 36, 38 ạ. Q20 chị Lộc Phúc Hồ Tài ok em chốt đơn ạ. Mã này các chị yêu lên đơn trong luôn là áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em. Toàn bộ dòng này của em là hàng cao cấp bản to. Bản to này. Chị nào béo vai nhá. À chị nào béo lưng. Rồi ôi chốt cái này cho em. Chà. Mặc nó đỡ bị lằn. Chốt cho em mã hàng này luôn là áo chip xịn cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Nguyễn Thám em chốt đơn Q7 ok chị này. Lên mã này cho em luôn là mã áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em 34, 36, 38 em lên đơn. Được chưa, mức giá chốt trên like các chị là 52.000 đồng của một cái. 52.000 đồng của một cái. Mã hàng Q2 áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em. Áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em. Áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em với ạ. 52.000 đồng. Em đang có của 3 màu ạ. Em đang có của 3 màu áo chip ạ. Được chưa, chốt em luôn áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em. Áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em với ạ. Áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em với ạ. 52.000 đồng của một cái như này. Hàng xịn luôn. 52.000 đồng ạ. Tất cả hàng không gọng cho em nhá. Q20 chị Đoàn Thắng em chốt đơn ạ. Lên đơn em luôn áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em. Được chưa, chip đẹp em chốt cho chị Mạnh Lê ok chị ạ. Chị Thu Hoài Dương em chốt đơn ạ. Comment mã cho em là áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em. Áo chip 3 áo dạ em chốt cho chị Duyên Trương.
Chốt đi đẹp lắm. Áo chip đẹp cộng số điện thoại cho em. Áo chip đẹp và cộng số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho các chị là 52.000 đồng. 52.000 đồng một cái áo chip đẹp nhé. Chốt em luôn áo chip đẹp và cộng số điện thoại cho em với. Áo chip đẹp và cộng số điện thoại cho em với ạ. Áo nam 30 cân không á chị. Áo da em không có áo da rồi chị ơi. Em không có áo da rồi chị. Lên của em luôn là áo chip đẹp và cộng số điện thoại cho em ạ. Áo chip đẹp và cộng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá chốt trên like cho mọi người là 2 bao nhiêu nhỉ? 52.000 đồng của áo chip đẹp nhá. Rồi áo chip đẹp cho chị Hồng Nghị, ok chị Lê Phát em chốt đơn ạ, chị Nguyễn Hạnh em chốt đơn ạ, chị Phan Thị Hậu em chốt đơn ạ, chị Lê Thúy Hạnh em chốt đơn ạ, quần chip em còn ạ, quần chip của em là còn ạ, quần chip của em là còn ạ, còn cái quần chip gì nhỉ, chip chip su chip đâu, chip kháng khuẩn đây này chị, em vừa vứt ở đây này anh, anh vào đây nhìn của em với nào, quần chip của em còn đây này, chip kháng khuẩn đây này các chị này. Còn quần chip kháng khuẩn cho các chị này. Lên cho em là chip kháng khuẩn cộng số điện thoại đi. 65.000 đồng các chị có 5 chiếc chip kháng khuẩn. 65.000 đồng ạ, 5 chiếc chip kháng khuẩn cho em. Lên của em luôn là chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em. Em tắt đi xong em vào lại like mới nhá các chị nhá. Em tắt đi xong vào lại like mới cho các chị nhá. Tắt đi rồi vào lại like mới cho các chị nhá. Áo gió 35 cân em còn nha chị Ánh Hồng. Áo gió 35 cân hàng gọi là tuyệt vời ý. Hàng mà bây giờ người hàng là đợt trước nhá. Đợt trước đang vào là 180.000. Mà đợt này sale được cho các chị. Và được sale cho các chị với mức giá có bao nhiêu tiền nhỉ? Có 108.000 đồng thôi. Đợi em một tí em lên cho. Áo chip bé gái cho em không có hàng. Chị yêu nào lấy cái mã này lên đơn cho em luôn ạ. Em chỉ còn nó vài lố nữa thôi. Em bán cái số lượng này nhiều dã man rồi ạ. Em lên đơn cho chị này 65.000 đồng của 5 cái quần chip kháng khuẩn 65 cân đổ về cho em. Lên hộ em luôn là chip kháng khuẩn cộng số điện thoại. Chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em. Nhá, chốt của em luôn là chip kháng khuẩn cộng số điện thoại em chốt đơn hàng. Mức giá chốt trên like các chị yêu là còn 65.000 đồng ạ. Của 5 quần chip kháng khuẩn cho em hàng siêu dày, siêu đẹp. Nhá, không phải hàng mỏng tàng hình đâu các bác nha. Chốt cho em mã hàng là gì ạ? Nhìn cầm vào cái quần nó chắc cái quần. Nhưng chất của nó lại rất là mềm. Nhá, lên đơn cho em luôn là quần chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em. Chip cho bé em hết hàng rồi ạ. Bác ca đằng sau của em đến 35 cân ạ. Giày thể thao nữ chắc em không còn hàng đâu, hôm trước em like quá trời. Nhưng cái mã con ong có 98.000 đồng hàng siêu đẹp mà các chị không chốt. Mẫu con ong nhà mình hết sạch sẽ à? Giày con ong nhà mình hết sạch sẽ à? Chốt cho em luôn là quần chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em. Chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em ạ. Mức giá chốt trên like cho các chị yêu là 65.000 đồng ạ. 5 cái quần chip. 65.000 đồng cho em là 5 cái quần chip. Giày bé gái ạ. Sang đang hồng hết rồi sao chị ạ? À, hình như còn của size ăn. Hôm qua cái Dung bảo em là còn cái mà dép xăng đang màu hồng kia còn size bao nhiêu nhỉ? 27. Hình như nhà em chỉ còn nguyên của size 26, 27 thôi ạ. Chip kháng khuẩn em chốt cho chị Lò Thị Huyền ok ạ. Chip kháng khuẩn em chốt chị Lông Dung ok chị ạ. Lên hộ em luôn là chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em ạ. 5 tuổi 20 cân vừa nha chị Thanh Xuân, đẹp luôn chị. 4 tuổi là vừa rồi, 16 cân 4 tuổi trở lên là vừa rồi. 16 cân 4 tuổi trở lên là vừa rồi, cái phát ca đầu chuột này đúng không? 16 cân 4 tuổi cho em cho đến 22 cân này em đang còn sai. Mẫu này hôm trước là em có sai đến sai 26 cân đấy ạ. Chiếc kháng khuẩn em chốt cho chị Hoài Thu Dương ok chị ạ. Áo hồng đằng sau giá bao nhiêu ạ? Áo hồng bên này là 220, áo hồng ở giữa này là áo hồng ở đây là của bé là 149 ạ. Để chợ lên hộ em luôn ạ. Ok, cho em xin cái mẫu dép sang đang và em xả lốt các chị 48.000 đồng đi anh. Anh. Cầm nốt đây mọi người đang hỏi nào. Cái mã Q1 này hôm nay đẹp quá mọi người chốt Q1 đi. Để em tắt like, em bật like mới nhá. Bao nhiêu đơn rồi nhưng mà chiều nay đơn nhiều đúng không? Cái mã Q1 này chị nào điệu cứ mặc như này cho em, thật. Chị nào điệu cứ mặc như này hoặc là đôi khi mình mặc cái kiểu này mình chụp ảnh chụp yếc à, mình mix với các kiểu cho em nhá. Cái áo này này, còn không các chị mặc tụt lên lại được. Em thấy mẫu thì, em thấy ảnh mẫu là đây, như mặc như này. Có cái thì mẫu cũng mặc thẳng như em. Đó, các chị nhá, chị nào thích mặc kiểu nào thì mặc Q1 cho em 49.000 đồng một cái. Được chưa ạ? Q1 là 49.000. Mặc cái kiểu này là tạo cái bờ vai nhỏ, các chị nhìn cái bờ vai các chị sẽ rất là nhỏ.
Hồng hồng bên này là của người lớn ạ, Q20 ạ. Q20 là bao nhiêu à? Q20 tự nhiên em quên rồi. Q20 là mẫu con áo trong áo con này phải không? Nếu mà là mẫu này là 149 nhá chị. Mẫu này của em là 149 ạ, chip kháng khuẩn em chốt cho chị Rosa ok chị ạ. Mẫu này của em là 149 ạ. Không có chị ơi. Còn giày con ong hôm trước. Giày con ong hôm trước mình nhận được chốt nhưng hôm sau nhận bảo hết chán quá. Giày con ong đẹp quá. Cái này ở đằng sau còn hàng mà. Cái này em chỉ còn size của 26 và size 27 thôi. Cái này các chị mua tặng quà cho em nhá. Cái này các chị mua ngoài bao nhiêu chị mua rồi chứ không phải một chị. Bao nhiêu chị feedback bên em là gì ạ? Mua 130, 140, 150 rồi. Em bán nốt các chị 48.000 đồng. Mã hàng của em là K21 cho em ạ. K21 phải không anh? K21 cho em và cộng số điện thoại em chốt đơn ạ. K21 cộng số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ cái dòng này của em nó là chất da nhá. Toàn bộ dòng xăng đang da cho em ạ. Này đẹp chưa? K21 cho em ạ. Em còn size 26, 27. Em còn một đôi của con ong. Em còn một đôi của con ong đấy các chị. Lên cho em mã hàng K27 cộng số điện thoại cho em ạ. K20 là mã này phải không anh? K20 mã này nếu như ngày mai về được thì báo sau nhá. Nếu như bình thường hàng này của em nó full size ấy, là nó đến 26, 27 cân. Nhưng hiện tại nhà em ở đây nó chỉ còn size nhỏ nhỏ thôi. Thì ngày mai về size to được thì em báo mày hết size to rồi thôi. Tại vì mã này năm nay nói chung hàng hóa nó về chán đời lắm các chị. Báo hôm nay nhưng có khi ngày mai ngày kia mãi nó chưa về. Các chị biết gì không? Năm nay nó có biết nó chán lắm luôn các chị. Biết nó chán lắm luôn mọi người. Mọi người lên mã cho em là K22 cộng số K22 à? K21 cộng số điện thoại cho em với ạ. K21 cộng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá 48.000 đồng ạ. Mức giá 48.000 đồng cho em với ạ. Đẹp lắm luôn ạ. K21 cho em. Đi con này là không hôi chân, không đau chân. Nhưng bây giờ mỗi tội là còn mỗi 26, 27. 48.000 đồng nốt cho các chị. K21 cộng số điện thoại cho em 48.000 đồng. Chợ 48.000 đồng chốt cho lốt cho mọi người. Ui dồi, cái mã này hôm nay em thấy anh cầm một túm màu đỏ. Bây giờ anh chẳng cầm màu đỏ vào đây cho em. Màu đỏ đâu ấy? Anh đúc hết vào cái túi đấy chưa? Chị Lê Phát em chốt đơn của K21 ok chị ạ. Hay em thoát ra rồi làm ca nữa cho mọi người nhá. Làm thêm chiến thêm một ca nữa cho các chị nhá. K21 cho chị Phan Thị Mỹ Tiên ok chị ạ. Nhưng mà em sợ ngày mai nhiều đơn quá không nhỉ? Em xem nào. K21 cộng số điện thoại cho em. Bao nhiêu đơn rồi anh? Thế thôi bật like nữa nhá. Bật like nữa nhá các chị nhá. Bật like nữa nhá. Bật like nữa nhá. Chiều nay K21 ok chị Rosa có. Rồi chốt lốt cái mã này rồi em bật like khác. Em thoát like em like bật like khác cho các chị này. Đây ạ, toàn bộ cái quần này của em. Tất cả của nó là chất gì nhỉ? Nen tăm hàng loại 1 luôn. Không bao giờ co xù nhăn nhão gì cả. Được chưa? Mã này các chị yêu lên đơn cho em luôn ạ. Size từ 10 cân đến 20 cân, 10 đến 20 cân 6 tuổi đổ về thôi. Chốt cho em mã này luôn ạ. Bộ đằng sau có 27 cân dạ em có chị ơi, mã hàng K4 hay sao ấy. Chốt cho em mã này là gì ạ? K bao nhiêu đây? K22 cho em với ạ. K22 cho em với ạ. Mức giá chốt trên này các chị lốt 35.000 đồng K22. K22 kèm số điện thoại cho em 35.000 đồng ạ. Chị nào lấy K22 chốt của em luôn là K22 cộng số điện thoại cho em. K22 cộng số điện thoại cho em ạ. 35.000 đồng của một cái. Đen đỏ ghi cho em với ạ. Đen đỏ ghi tím than như này cho em. K22 cộng số điện thoại 35.000 đồng. Lấy 2-3 cái đi. Mặc cho bé với phát ca. Mặc cho bé với váy. Để cho mặc cái kiểu gì mẫu này nó cũng hot. Mặc cái kiểu gì mẫu này nó cũng đẹp. K22 cộng số điện thoại cho em 55.000 đồng. Nào, 35.000 đồng. K1 em chốt chị Bảo An Lê ok chị. Lên cho em mã K22 cộng số điện thoại. K22 cộng số điện thoại cho em. Dồi ôi, các chị ơi nhìn cho em cái chất của nó phê luôn. Em chốt đơn cho chị Xoa Phạm. Em chốt đơn cho chị Hương Giang Võ đủ màu của K22 dạ. Ok chị yêu ạ. Lên đơn của em luôn là K22 và cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Mai Thị Thái em chốt đơn của K22 này. Các chị nhìn cho em mấy 35.000 đồng nốt. 35.000 đồng một lốt. Mà cái giá này là cái giá lúc đầu em không mơ được nhập vào đâu ạ. K22 cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Lê Phát em chốt đơn ạ. Chị Phan Mỹ Tiên em chốt đơn ạ. Lên của em luôn là K22 ạ. Chị Khánh Ngân em chốt đơn ạ. Chị Hương Giang Võ không còn đâu. K22 26 cân á chị. K22 cộng số điện thoại cho em ạ. K21 rồi ok chị. Lên đơn của em luôn mã này luôn là K22 cộng số điện thoại cho em. K22 cộng số điện thoại cho em ạ. Mức giá chốt trên này các chị yêu nhà mình luôn ạ. Là còn 35.000 đồng nốt ạ. 35.000 đồng nốt một cái cho em với ạ. K22. Mã này em. Nói chung là em cứ nhập vào đây thôi. Năm nào cũng hot cái mã này. Chả bao giờ hết hot của cái mã quần tất len tăm này. Cái dòng chất nó đẹp như này cho em với ạ. K22 cộng số điện thoại. K22 cộng số điện thoại cho em. Còn đôi giày này size bao nhiêu đây chồng?
Em còn đúng một đôi giày này size 38, chị nào nhanh mới có, 95.000 đồng nốt. Mã này bình thường em bán là 98.000 đồng full size. Hôm nay em còn đúng một size thôi, giày dép em nói luôn này. Em bán gì đam mê đấy các chị. Còn giày dép nhà người ta bán một gấp 3, một gấp đôi cơ. Bởi vì thường thường giày dép nó tồn lại size nhỏ nhất và size to nhất là không bán được. Nhưng em bảo rồi, em bán hàng vì đam mê, em cứ em thấy các chị đi mua ngoài cái đôi này nó toàn trên 200.000 thôi. Dạ, các chị đi ra ngoài mua đôi này, đôi giày thể thao độn đế hàng Quảng Châu như này toàn trên 200.000 trở lên thôi. Còn đôi nào phèn phèn nhất các chị mua cũng phải 180 rồi. Không có bao giờ dưới 150 bao giờ một đôi giày thể thao cả. Các chị chỉ mua 150 được một đôi giày búp bê ở ngoài. Được chưa? Còn giày thể thao các chị chả bao giờ mua được dưới 150 nhá. Bây giờ em bán lốt cho các chị đôi này 95.000 đồng K23 cho em ạ, size 38, còn đúng một đôi duy nhất. Đúng một đôi duy nhất, chắc chắn là hôm trước em giữ đơn của một chị nào đây này. Hôm trước chắc chắn là em giữ đơn của một chị nào đấy, bảo chuyển khoản xong lại không chuyển khoản hay như nào, em cắt đơn ra này. Mã hàng cho em Trang xin mã là gì ạ? K20. K20 mấy? K23 cộng số điện thoại cho em. Còn đúng một đôi size 38 nhá, chốt em K23, em không đọc tên mã này đâu. Không đọc tên của mã này. Không còn size 36 đâu chị. Mã đấy hôm trước là đôi full size từ 35 đến 39. Còn bây giờ nó còn mỗi một đôi size 38 thôi ạ. Còn một đôi size 38 duy nhất ạ, là hết hàng ạ. Hết rồi, mã đấy hết rồi. Cái mã này size 38 đáng nhẽ là hôm trước cũng hết rồi đấy. Chẳng qua là chắc là 95.000 đồng nốt. Chẳng qua chắc là chị nào bảo là chuyển khoản xong lại bên em đóng hàng vào rồi. Bên em đóng hàng vào rồi xong rồi bên em lại, các chị lại không chuyển khoản, em lại phải dỡ hàng ra, nó mới nhục thế đấy. Nhục lắm. Mất công nhặt hàng, đóng đơn. K22 cho em cộng số điện thoại nha. Áo khoác nam còn chị ạ. À K23. Bộ sọc đằng sau có 27 chị Dung ạ. Ôi thôi chết rồi, điện thoại em hết pin. Điện thoại em hết pin, từ từ em toát ra em vào lại luôn.